Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 731 cuộc chiến đồng minh, có thể giết người đó. Nhưng lần này hắn khăng khăng muốn tham gia cuộc chiến đồng minh, tức là phải đối mặt với tất cả 10 người đầu bảng nhân rồi, xét cho cùng thì cũng có chút nguy hiểm. Nghĩ đến cuộc chiến đồng minh 2 tháng sau, trong đôi mắt long lanh ánh nước của Hân Nghiên lộ ra chút lo lắng. Hân Tuyệt cười khẽ nói, chẳng lẽ không tham gia cuộc chiến đồng minh, 10 người đứng đầu bảng nhân sẽ không đối phó với hắn sao? Những người khác chắc chắn sẽ ra tay với hắn, ở cái thế giới đầy ganh đua này, người người muốn tranh, nếu như ngươi không tranh thì cũng sẽ có người ép ngươi phải đi tranh. Không sai, tránh được cuộc chiến đồng minh lần này thì sao? Võ đạo tu luyện, không tiến không lùi, nếu ngươi không tranh, thì vận mệnh của ngươi chính là bàn đạp cho người khác. Tâm tư Lâm Nhất đơn thuần, nhưng lại nhìn thấy rất rõ điều này. Đã ở Lăng Tiêu Kiếm Các, tranh hay không tranh cũng không phải do bản thân quyết định. Nếu đã như vậy, còn không bằng hiên ngang đón nhận, dốc sức đánh cược một phen. Đến Bạch Lê Hiên còn không sợ thì đám người này làm sao mà khiến hắn phải e dè chứ? Không thể nào. Đợi khi hắn trở về chỗ ở, nhìn thấy một người đang đứng trêu chọc Huyết Long Mã. Huyết Long Mã dẹt miệng ra cười phì phì không ngớt, nhe hết cả hai hàm răng trắng to như miếng gỗ, bản tính ngốc nghếch lộ ra bằng hết. Lâm Nhất nhìn thấy người nọ, ánh mắt bỗng sáng lên. Thiếu niên đó tóc dài bay bay, tựa như một viên ngọc thô đẹp tuyệt trần, khắp người từ trên xuống dưới lấp lánh như đang phát sáng, trông vô cùng chói mắt. Nhìn kỹ lại, cách ăn mặc mộc mạc không hề hoa mỹ, chỉ là gương mặt hàm chứa ý cười nhẹ nhàng. Yên lặng đứng ở nơi đó. Vô Ưu, xuất quan lúc nào vậy? Thiếu niên với nụ cười vô tâm vô phế, chính là Lý Vô Ưu từng lập thời thề nếu không đột phá huyền quan thì sẽ quyết không ra ngoài. Lý Vô Ưu nhìn thấy Lâm Nhất bỗng nhiên vui mừng không thôi, chạy nhanh về phía hắn cười nói, he he, nghe thấy tiếng chuông liền xuất quan rồi, ta cũng mãi mới biết được, đợi các sư huynh của Lạc Già Sơn đều trở về hết rồi thì mới biết. Phượng Linh Vân Tiêu này kêu lên vì đại ca huynh đó. Xuất quan đúng lúc lắm. Lâm Nhất kể lại hết một lượt chuyện về cuộc chiến đồng minh cùng với hoàn cảnh của Lạc Già Sơn. Sư tỷ Hân Nghiên đối xử với hai chúng ta tốt như thế, chuyện cuộc chiến đồng minh đương nhiên không thể từ chối. Lý Vô Ưu không hề do dự bèn gật đầu đồng ý, quyết định tham gia cuộc chiến đồng minh. Cuộc chiến đồng minh, có thể giết người đó. Lâm Nhất cất lời nhắc nhở. Ca, huynh sợ không? Lý Vô Ưu cười hi hi hỏi, dường như quay trở lại lúc hai người cùng nhau đồng sinh cộng tử trong khu rừng rậm u ám. Lâm Nhất chẳng đáp mà cười, rồi khẽ nói, lần này ta có thu hoạch lớn, lấy được không ít linh ngọc nhị phẩm, nếu ngươi cần thì cứ nói thẳng với ta. Hai mắt Lý Vô Ưu sáng rực, rồi lập tức lắc đầu nói, ta từ nhỏ đến lớn gần như chưa từng đụng vào đan dược. Sau khi đạt cảnh giới huyền võ, cho dù chỉ là một viên đại huyền đan bình thường với ta mà nói cũng là đan dược cực phẩm, linh ngọc nhị phẩm dùng cho ta thì quá lãng phí. Lời nói vừa dứt, hắn quay người nhảy lên lưng ngựa. Chương 732 thời gian 2 tháng, cũng đủ để ta bế quan rồi. Thần sắc trong mắt thoáng qua chút xấu hổ, cười he he nói, ta đi đan dược điện tìm Khô Vân Đại Sư, lão già đó đang làm khách khanh trong Vạn Bảo Các. Mấy tháng nay không biết đã gom được bao nhiêu đan dược. Đi tìm ông ta đòi, chắc chắn không sai được. Đây cũng coi như một cách không tệ, dựa vào mối quan hệ của hắn và Lâm Nhất, Khô Vân Đại Sư không có lý do gì để từ chối. Lâm Nhất biết tính cách của Lý Vô Ưu, trong lòng cười thầm, chỉ đành phải cầu phúc cho Đại Sư vậy. Đại Sư ít nhất cũng phải nôn ra hơn nửa gia sản của mình thì Lý Vô Ưu mới thôi. Dùng ánh mắt tiễn đối phương rời đi, Lâm Nhất khẽ trầm giọng nỉ non, thời gian 2 tháng, cũng đủ để ta bế quan rồi. 3 ngày sau, ở bên vách núi Hoang Vu nằm sâu trong Lạc Già Sơn. Trên vách núi mây mù giăng kín, tia nắng ban mai rọi lên tầng mây mù, khiến cả một vùng trời vô biên vô tận ánh lên sắc vàng chói lóa. Lâm Nhất ngồi khoanh chân, chớp mở hai mắt, thở ra một hơi dài chọc khí. Đứng dậy nhìn về phía biển mây mênh mông, tầm mắt rộng mở, đầu óc tỉnh táo, tâm tình thoải mái. Nơi này nằm trong lãnh thổ của Lăng Tiêu Kiếm Các,
không được tính là nơi bảo địa phong thủy nhưng tinh hoa nhật nguyệt ở đây lại dồi dào hơn nhiều so với thiên địa linh khí ở ngoại giới. Thời gian 2 tháng trôi qua, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Nếu như cứ sống một cách ngây ngô dại dột thì chỉ chớp mắt là qua, nhưng nếu như trong lòng luôn chuyên tâm, không để ý đến những thứ khác, chỉ tập trung tu luyện thì lại có thể làm được rất nhiều việc. Sau khi báo biệt với Lý Vô Ưu, hắn không ngay lập tức bắt đầu bế quan. Hắn đi đến Huyền Võ Điện một chuyến, dựa vào công đức nhận được sau khi hoàn thành 4 nhiệm vụ lớn cấp giáp, Tiêu Vân Lệnh đã thăng đến cấp tứ phẩm. Khi đi lên tầng 4 của Huyền Võ Điện, toàn bộ võ học, công pháp, thân pháp, trưởng pháp, quyền pháp và kiếm pháp thuộc cảnh giới huyền võ siêu cấp ở đây hắn đều có thể tùy ý lựa chọn. Tất cả đều là võ học huyền cấp siêu phẩm, có một số thậm chí còn chẳng kém so với võ học linh cấp. Nhìn xem một lượt, Lâm Nhất cuối cùng chẳng chọn gì hết. Kiếm pháp, bá kiếm của hắn còn chưa đại thành, vẫn còn rất nhiều cơ hội để tiến bộ hơn nữa. Thân pháp, hắn có thất huyền bộ, thân pháp cực kỳ mạnh mẽ được phát triển từ phần còn sót lại của trục nhật thần quyết. Chỉ cần ngưng tụ được kim ô ấn là có thể thực sự đạt đến mức huyền ảnh mê tông, một cảnh giới khủng bố giống như mặt trời trên cao. Quyền pháp, hắn có long hổ quyền, tác chiến cự ly gần, không cần binh đao, hắn có thể càn quét hết tất cả nhân tài trong cùng cấp. Còn thiếu một môn nhục thân công pháp, đáng tiếc, Lâm Nhất đã từng nghe ngóng rồi. Bất luận là kim thân quyết của Lăng Tiêu Kiếm Các, Long Hổ Tố thân quyết của Huyền Thiên Tông hay là Ma Nguyệt chiến thể của Ma Nguyệt Sơn Trang, đều kém hơn một bậc so với Long Tượng chiến thể quyết của Hỗn Nguyên Môn. Chỉ có một điều tiếc nuối duy nhất, tu luyện Long Tượng chiến thể quyết, nếu như muốn thực sự đét đến đỉnh phong viên mãn. Cần phải quan sát và học hỏi từ hung cầm Long Tượng thú thượng cổ, Long Tượng không phải là chỉ rồng và voi, mà là một loại man thú sống trong thời kỳ thượng cổ. Có trong mình huyết mạch của chân long và cự tượng. Lâm Nhất mất 3 ngày suy nghĩ, cuối cùng quyết định vẫn tu luyện Long Tượng chiến thể quyết. Chương 733 không đi tu luyện thì quá đáng tiếc. Long Tượng chiến thể quyết tổng cộng có 6 tầng, muốn đạt đến đỉnh phong viên mãn, cũng không phải là việc dễ dàng. Còn mối băn khoăn về Hỗn Nguyên Môn, chỉ cần mình có đủ giá trị, Lăng Tiêu Kiếm Các chắc chắn sẽ gánh cơn thịnh nộ của Hỗn Nguyên Môn thay cho hắn. Hắn không tin, ở Đại Tần Đế quốc này chưa từng có người nào khác từng luyện Long Tượng chiến thể quyết. Người khác có thể tu luyện, ta cũng có thể. Ta có lôi viêm chiến thể làm nền tảng, nhục thân đã từng trải qua thử thách bị lửa thiêu đốt, tu luyện bất kỳ thần quyết nhục thân nào cũng đều sẽ tiến bộ thần tốc. Hơn nữa, ta bây giờ hầu như không cần phải lo lắng đến tài nguyên. Trong mắt Lâm Nhất thoáng qua tia sáng kiên định, đã hạ quyết tâm thì sẽ không do dự nữa. Hắn cần tài nguyên có tài nguyên, cần nền tảng có nền tảng, công pháp cũng không thiếu. Không đi tu luyện thì quá đáng tiếc. Lại thêm, lôi viêm chiến thể quả thực không đủ mạnh. Môn công pháp tiên thiên này, khi so sánh với cảnh giới huyền võ thì quả thực chẳng thấm vào đâu. Chỉ cần nắm được ngưng khí thành kiếm, bất cứ người nào cũng đều có thể đâm xuyên qua nhục thân của hắn. Lấy ra ngọc bài công pháp thu được từ trong tay Huyết Phong. Lâm Nhất đặt nó sát lên mi tâm giữa hai đầu lông mày, cẩn thận giác ngộ. Rất nhiều thông tin từ chữ viết, hình ảnh kinh lạc, tranh vẽ long tượng đan xen vào nhau, cực kỳ lộn xộn, ào ào truyền hết vào trong bộ não của Lâm Nhất. Mức độ phức tạp của công pháp này, nếu không phải ngộ tính của hắn vượt trội, thực không chắc có thể tự học mà không cần người dạy. Trên thực tế, long tượng chiến thể quyết này trong Hỗn Nguyên Môn đều phải có trưởng lão chỉ đạo mới có thể luyện thành. Đệ tử bình thường có được công pháp cũng khó có thể thực sự bước vào tu luyện. Lúc đầu đạo tặc Huyết Phong không thể tu luyện cũng là vì nguyên nhân này. Ngộ tính quá thấp, hầu như không thể hiểu được, nếu cứ tu luyện mù quáng thì sẽ chỉ tẩu hỏa nhập ma. Thời kỳ thượng cổ có man thú long tượng, thân như núi cao, sức mạnh rung động sông hồ, hoành hành ngang ngược. Sức lực nhục thân có thể đánh vỡ sao trời nhật nguyệt, nhả khí đã đủ gây thương tích cho người, khí huyết cuồn cuộn. Âm thanh chấn động cả vạn dặm. Long tượng chiến thể quyết được truyền thừa từ pháp môn cổ xưa, là môn công pháp nhục thân mạnh nhất của đế quốc Đại Tần. Long tượng chiến thể quyết tổng cộng có 6 tầng, tầng thứ nhất quan sát học hỏi từ bức họa long tượng, luyện hóa ra sức mạnh long tượng, lại lấy sức mạnh long tượng rèn luyện nhục thân.
Sức mạnh long tượng mạnh mẽ bá đạo, đúc rèn nhục thân, giống như luyện thép, búa đập chui rèn, luyện huyết nhục, luyện gân cốt, luyện phế phủ, thay đổi bản chất của bên ngoài và bên trong nhục thân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tầng thứ nhất tu luyện vô cùng nguy hiểm, nếu như nhục thân không thoải mái, cần phải theo tuần tự từ từ mà tu luyện, không được kiên trì một cách mù quáng. Nhất là rèn luyện tâm phế, chỉ hơi không cẩn thận một chút là sẽ làm tổn thương đến bản thân, phải tránh, phải tránh. Phải nhắc lại hai lần chữ phải tránh, tu luyện cộng pháp này xem ra cực kỳ nguy hiểm. Thông tin trong đầu ghi chép rõ, tu luyện tầng thứ nhất ít thì nửa năm, nhiều thì hai năm. Đến tầng thứ hai, cô đọng sức mạnh long tượng, tu luyện đến đỉnh phong, khí huyết sục sôi, sức mạnh một quyền có thể đạt đến 100.000 cân. Khả năng phòng ngự của nhục thân có thể chịu được một đòn tấn công của người có cảnh giới huyền võ tầng thứ 8 mà không chết. Sức mạnh một quyền 100.000 cân, ngày đó Hạ Đằng Phi ở trên diễn võ trường của Cao Gia có lẽ cũng ở cảnh giới này thì phải. Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, cảm giác Hạ Đằng Phi không phải quá mạnh. Sức mạnh nhất đỉnh trong lời đồn dường như cũng chỉ như vậy mà thôi, so sánh với Long Hổ Quyền thì chẳng đáng là gì. Tiếp tục xem nốt. Đợi đến khi nhìn thấy phần giới thiệu tầng thứ ba, mặt Lâm Nhất thoáng biến sắc. Tu luyện tầng thứ ba đỉnh phong, nhục thân thực sự đạt đến mức độ biến chất hoàn toàn từ phàm thân thăng cấp thành long tượng chiến thế, sức mạnh một quyền lúc này mới thực sự được gọi là sức mạnh nhất đỉnh. Đỉnh là lễ khí, thánh nhân lấy đỉnh tế trời. Trong trời đất sẽ xuất hiện dị tượng, sấm vang chớp giật, mây mù kéo đến, thậm chí còn có cả chiến ca vang lên trong trời đất. Chương 734. Sức mạnh 100.000 cân, có thể được gọi là sức mạnh nhất đỉnh, nhưng lại chỉ là nhập môn. Sức mạnh nhất đỉnh thực sự, sau khi vung ra sẽ có thánh âm xuất hiện. Người thực sự giỏi, một quyền xuất ra không chỉ thánh âm không ngừng mà còn hòa thành một bản chiến ca trong trời đất. Lâm Nhất lúc này mới bất giác hiểu ra, cùng là sức mạnh 100.000 cân, nhưng nếu như vận dụng không tinh chuẩn, thì sẽ như Hạ Đằng Phi. Chỉ có bề nổi, một cái vỏ rỗng. Giống như một môn kiếm pháp, sơ thành và tiểu thành có sự khác biệt rất lớn, đỉnh phong viên mãn càng không cần phải nói nhiều. Sức mạnh nhất đỉnh cũng có phân biệt cao thấp, cảnh giới khác nhau thì uy lực cũng khác nhau một trời một vực. Lâm Nhất coi như được mở rộng tầm mắt, giờ mới biết, trước đó sự hiểu biết của hắn về công pháp nhục thân vẫn còn quá ít. Như thể ếch ngồi đáy giếng, như có một chiếc lá che khuất tầm mắt. Tu luyện long tượng chiến thể quyết đến tầng thứ ba mới được coi như thực sự nắm bắt được sức mạnh nhất đỉnh. Tu luyện đến tầng thứ tư, khí huyết khắp người như biển, sức mạnh long tượng gột rửa toàn thân, thân như man thú. Có thể tay không giết người, không sợ các pháp bảo binh khí thông thường, sức mạnh một quyền có thể ngưng tụ ra long tượng chiến đỉnh. Long tượng thượng cổ, xung quanh cơ thể, thanh uy khiếp người. Đến tầng thứ năm, long tượng chiến thể quyết triệt để đại thành. Tiến độ tu luyện sẽ chậm lại. Cần sử dụng yêu đan cảnh giới tử phủ để luyện hóa, nếu không sẽ dậm chân tại chỗ, khó mà thăng cấp thêm được. Đến tầng thứ 6 đỉnh phong viên mãn, phải tìm được yêu thú cảnh giới thiên phách có huyết mạch thượng cổ, luyện hóa một giọt máu thượng cổ. Đợi đến đỉnh phong viên mãn, một quyền xuất ra, thập đỉnh xuất hiện, chiến ca không ngừng, uy chấn trăm dặm. Lâm Nhất mở hai mắt ra, một tia sáng thoáng qua nơi đáy mắt rồi tắt. Đầu mày khẽ nhíu lại. Long tượng chiến thế quyết, không hổ là công pháp nhục thân mạnh nhất Đại Tần, có lẽ rời khỏi Đại Tần thì cũng vẫn đủ để có chỗ đứng cho mình. Nhưng Ngộ Tính yêu cầu quá cao, tiêu hao tài nguyên cực nhiều, đến tầng thứ 5 còn cần phải luyện hóa yêu đan cảnh giới tử phủ. Quả là không dám tưởng tượng, cho dù là Hỗn Nguyên môn cũng khó có thể gánh được mức độ tiêu hao này. Đến tầng thứ 6, càng khiến người ta nghe mà muốn rút lui. Đế quốc Đại Tần có người nào đạt đến cảnh giới thiên phách hay không còn chưa chắc chắn, mà lại yêu cầu phải đi giết yêu thú cảnh giới thiên phách có huyết mạch thượng cổ, đây là điều gần như không thể. Nhưng mà nghĩ cũng đúng, nếu điều kiện không hà khắc như thế, Hỗn Nguyên môn chỉ dựa vào long tượng chiến thể quyết đã sớm xưng bá Đại Tần rồi. Tầng thứ 5 và tầng thứ 6, không dám nghĩ đến, nhưng 4 tầng trước thì có thể ôm hy vọng một chút. Nhục thân này của ta đã có lôi viêm chiến thể làm nền tảng, lại từng trải qua liệt hỏa thiêu thân, đệ tử Hỗn Nguyên môn chắc chắn không thể so được với ta. 1.300 viên linh ngọc nhị phẩm trong tay ta,
cho dù bọn họ có là nhân tài nội môn thì cũng khó mà lấy ra được nhiều như vậy. Lòng thầm nghĩ, trong đầu Lâm Nhất đã xuất hiện bức vẽ man thú long tượng thượng cổ. Trong lúc quan sát học hỏi, đồng thời lấy ra hai viên linh ngọc nhị phẩm, khởi động tử diên kiếm quyết. Để chân nguyên khắp toàn thân từ từ vận chuyển theo tâm pháp của long tượng chiến thể quyết. 3 ngày sau, đã sử dụng hết sạch 10 viên linh ngọc nhị phẩm, sợi sức mạnh long tượng đầu tiên được sinh ra trong cơ thể Lâm Nhất. Nhục thân đột ngột giống như ngọn núi lửa phun trào, rời non lấp bể, dâng trào ảo ạt. Một luồng sức mạnh bá đạo ngang ngược, đang va đập lung tung trong cơ thể hắn. Thần sắc Lâm Nhất khẽ thay đổi, khống chế sợi sức mạnh long tượng này, cực kỳ cẩn thận đúc rèn nhục thân. Chương 735. Một lát sau, trong lòng Lâm Nhất hơi ngạc nhiên, tu luyện tầng thứ nhất này dường như không hề nguy hiểm như trong sách miêu tả. Xem ra nền tảng của nhục thân này quả thực mạnh hơn so với người bình thường rất nhiều. Nghĩ đến đây, Lâm Nhất bèn to gan hơn, lấy ra 100 viên linh ngọc nhị phẩm. Bắt đầu không kiêng dè gì mà lấy sức mạnh long tượng để chui rèn nhục thân. Linh ngọc nhị phẩm, bao hàm lượng linh khí dồi dào, nó chứa đầy tinh hoa thuần túy của nhật nguyệt. Kinh mạch, hải cốt, huyết khí, tâm phế, từ trong ra ngoài, dưới sự chui rèn chăm chỉ của sức mạnh long tượng đã không ngừng thăng tiến. Tiến độ tăng tiến của long tượng chiến thể quyết đã thuận lợi ngoài mức dự đoán. Chẳng qua chỉ trong khoảng thời gian 5 ngày ngắn ngủi, long tượng chiến thể quyết tầng thứ nhất đã bị Lâm Nhất luyện đến đỉnh phong. Đệ tử Hỗn Nguyên Môn, lúc tu luyện long tượng chiến thể quyết này vật vã mãi, ít cũng phải nửa năm, nhiều thì 2 năm mới đến được tiểu thành. Nhưng Lâm Nhất dưới sự hỗ trợ của 200 viên linh ngọc nhị phẩm, chỉ cần 5 ngày ngắn ngủi. Đã luyện được tầng thứ nhất của long tượng chiến thể quyết đến cảnh giới đỉnh phong. Lâm Nhất không vui không buồn, không hề có chút dao động cảm xúc nào, hạ đằng phi tu luyện đến tầng thứ hai, ngưng tụ được sức mạnh 1 vạn cân. Ở trước mặt hắn còn chẳng đáng để nhìn tới. Mới luyện được tầng thứ nhất, hắn đương nhiên không thể tính là vui mừng. Ít nhất phải luyện đến tầng thứ ba mới thực sự ngưng tụ được sức mạnh nhất đỉnh, có thanh âm vang lên, mới được tính là thành công. Nếu không, ở trước mặt đám Sở Hạo Vũ, hắn chẳng được tính là gì. Theo tiến độ tu luyện công pháp không ngừng, nhục thân của Lâm Nhất đã thay ra đổi thịt. Tứ chi bách hài, mỗi một tế bào đều đang cố động. Quá trình chui rèn của sức mạnh long tượng khiến làn da, cơ bắp, gân cốt, ngũ tạng lục phủ của hắn xảy ra biến hóa cực lớn. Thời gian dần trôi, bất giác đã hơn nửa tháng qua đi. Sự biến hóa nhục thân của Lâm Nhất, trong quá trình không ngừng tiêu hao linh ngọc nhị phẩm, tích lũy đến một điểm giới hạn nào đó. Trong cơ thể có một âm thanh vang dội truyền ra, như tiếng giống giận của man thú, khí huyết sục sôi, quanh thân nổi lên cuồng phong vô tận. Trong tiếng rít gào của cơn cuồng phong, dường như có thể nghe thấy âm thanh gầm rú như ẩn như hiện khiến người ta nghe mà vô cùng sợ hãi. Lâm Nhất mở 2 mắt ra, sâu trong đáy mắt dường như có một luồng tinh lực phun trào, thần sắc quắc thước. Một hơi trào khí được thở ra thật dài. Không hề báo trước, hắn đột nhiên bật người dậy, được ánh nắng ban mai gột rửa, hắn trông như một con cự thú thượng cổ bay lên. Khí huyết khắp người sôi trào, hướng về phía biển mây tung ra một quyền. Chương 736. Keng. Vung một quyền ra, sức mạnh khủng khiếp. Trong không khí phát ra một âm thanh trầm đục cực lớn. Phảng phất như tiếng ong ong của đỉnh cổ, tựa như thánh âm, chấn động màng nhĩ. Hồng hộc, khí mang vô hình, tiếp ngay sau đó là thánh âm đỉnh cổ, giống như một thanh kiếm sắc, rít gào bung ra. Biển mây trải dài vô biên vô tận bên cạnh vách núi, bỗng nhiên bị vạch ra một đường dài đến 1000 mét. Biển mây mênh mông, có một đường vạch ngăn cách, mây mù cuồn cuộn. Chớp mắt nhìn qua, giống như dòng sông cuộn trào sóng nước, sau một quyền của Lâm Nhất đã bị đứt ngang. Lâm Nhất bay trên không trung, nặng nề đáp xuống, khí huyết khắp người như sóng biển, không ngừng cuộn sóng. Thấp thoáng, giống như một con man thú thượng cổ bỗng nhiên rơi xuống, cả vách núi lắc lư không ngừng. Sức mạnh một quyền, đỉnh cổ ong ong, thánh âm vang lên. Tia nắng ban mai rọi lên những góc cạnh trên khuôn mặt Lâm Nhất càng trở nên rõ ràng, tràn trề nhựa sống. Thời gian hơn nửa tháng, đã tu luyện long tượng chiến thể quyết đến tầng thứ ba, xem ra quyết định này là đúng rồi. Nhìn biển mây mênh mông dần dần khép lại,
Lâm Nhất chắp tay sau lưng mà đứng, nhỏ giọng lẩm nhẩm. Không hề nghi ngờ, tu luyện Long Tượng Chiến Thể Quyết ở Đế quốc Đại Tần là một điều cấm kỵ. Sẽ phải đối mặt với một áp lực mạnh mẽ từ phía tông môn siêu nhiên. Nhưng thế thì đã sao? Lâm Nhất lúc này, tâm sáng như gương, vô cùng sáng suốt. Nơi đầu mày nam tính thấp thoáng vẻ lạnh lùng và sắc bén hơn hẳn người thường. Hắn ở cảnh giới tiên thiên, rèn luyện được nền tảng nhục thân, không lợi dụng điểm này thì quá lãng phí. 1.300 viên linh ngọc nhị phẩm có được không dễ dàng, chắc chắn phải dùng nó một cách có ích nhất. Không nghi ngờ, dùng để tu luyện Long Tượng Chiến Thể Quyết sẽ mang lại lợi ích cao nhất. Theo như kết quả trước mắt, sự lựa chọn của hắn rõ ràng là đúng đắn. Chẳng qua mới hơn nửa tháng, Long Tượng Chiến Thể Quyết đã được hắn tu luyện đến tầng thứ ba. Tiến độ kinh người như vậy, nếu đặt lên người của bất kỳ ai đều sẽ không thể chống lại được sức hấp dẫn này. Đương nhiên, cũng chỉ có Lâm Nhất mới có thể đạt được tốc độ này. Ngước mắt nhìn khắp đế quốc Đại Tần, chẳng có một ai dám ở cảnh giới tiên thiên mà chấp nhận bị liệt hỏa thiêu thân. Ngoài hắn ra, không có người nào dám dùng thủ đoạn không dành cho con người này để chịu dày vò và đau đớn, chỉ hơi không cẩn thận liền sẽ bị đốt cháy thành cho bụi. Con đường này mà hắn đi, từ trước tới giờ không hề dựa vào may mắn. Bên cạnh vách núi, Lâm Nhất luyện Long Tượng Chiến Thể Quyết đến tầng thứ ba đã từ từ chậm lại. Chương 737. Suy nghĩ tìm tòi một số cảm ngộ, Long Tượng Chiến Thể Quyết chui rèn nhục thân của hắn thành giống với man thú thượng cổ. Không nghi ngờ, sau khi nhục thân trở nên mạnh mẽ, Long Hổ Quyền cũng sẽ tăng tiến rất nhanh. Đệ tử tinh anh của Huyền Thiên Tông, khi tu luyện Long Hổ Quyền sẽ cùng lúc tu luyện thêm một môn Long Hổ Tố Thân Quyết. Nhưng Long Tượng Chiến Thể Quyết so với Long Hổ Tố Thân Quyết còn bá đạo hơn, rõ ràng càng hợp với Long Hổ Quyền hơn. Năm ngón tay nắm chặt liền biến thành quyền. Quyền, bản thân nó chính là một phần của nhục thân mạnh mẽ, quyền pháp tự nhiên sẽ mạnh lên theo. Cần phải xem xét thật kỹ, tìm ưu điểm của hai môn này rồi lợi dụng một cách triệt để nhất. Bước chân Lâm Nhất khẽ ngừng, mạch suy nghĩ rõ ràng. Một lát sau, hắn bắt đầu diễn tập lại Long Hổ Quyền mạnh mẽ bá đạo, được xưng là mạnh vô địch. Long Hổ sinh uy. Một tiếng hét vang, Long ngâm hổ gầm, khí thế toàn thân điên cuồng tăng lên, uy áp tăng thẳng đến huyền võ tầng thứ 6 đỉnh phong. Long hành hổ bộ, nuốt chửng núi sông. Khi nhấc chân, thành uy biến hóa, rồng và hổ thay nhau hiện thân, sau 9 bộ, rồng cuốn hổ chồm, hóa ra khí khái nuốt chửng núi sông, vô cùng dọa người. Rồng cuốn hổ chồm, thần long bãi vĩ, họa long điểm tinh, năm đại sát chiêu được thi triển trong tay Lâm Nhất một cách lưu loát. Động tác hào phóng, tùy tâm thoải mái, bóng dáng thấp thoáng, phối hợp với kim cang ấn, phá không ấn và phục ma ấn, lại thêm mấy chục kiểu biến hóa. Đánh hết một bộ quyền, núi kêu biển gào, hóa rồng, lại đằng vân trên trời, hóa hổ, thì uy chấn sơn hà. Rồng như phong, hổ như vận, rồng hổ kết hợp, phong vân cùng chấn động. Đây mới thực sự được gọi là dung hòa, thông suốt, đạt tới đỉnh cao, không còn sơ hở. Không giống bộ trần, vừa mới luyện được họa long điểm tinh, còn chẳng tính là tiểu thành mà đuôi đã hất ngược lên trời. Long hổ quyền uyên thâm sâu rộng, có tiềm lực vô biên để khai thác. Thu quyền lại đứng thẳng người, Lâm Nhất thở ra một hơi dài chọc khí, ánh sáng trong mắt khoác thước, tâm trạng vô cùng thanh thản. Một thân võ nghệ này của ta nhìn thì có vẻ tạp nham, trên thực tế lại giao hòa với nhau, Long Tượng Chiến Thể Quyết hòa hợp với Long Hổ Quyền. Lại phối hợp với thất huyền bộ, hình thành nên một bộ võ học hoàn chỉnh. Giọng nói của Lâm Nhất khẽ ngừng, nhìn về phía ánh mặt trời, lại nhìn xuống đỉnh núi nguy nga dưới chân. Lầm bầm tự nhẩm, giống như một ngọn núi, Long Tượng Chiến Thể Quyết là chủ thể của ngọn núi, Long Hổ Quyền và thất huyền bộ là cỏ hoa cây cối bên trong núi. Cùng hỗ trợ cho nhau, soi sáng cho nhau, không thể tách rời, mà bá kiếm ta tu luyện giống như ánh mặt trời kia, như trái tim của ta. Khiến cho ngọn núi này có linh vận bên trong. Núi không cao, có kiếm tức linh. Cảm ngộ một hồi, Lâm Nhất bỗng thấy sáng tỏ, cảm giác giống như hắn vừa mới mở ra được một cánh cửa võ học hoàn toàn mới. Cho nên không thể bỏ bê bất cứ cái nào, thất huyền bộ buộc phải ngưng kết kim ô ấn, nếu không, nó sẽ trở thành sơ hở của ngọn núi này. Dù là núi cao nguy nga,
nhưng nếu có một góc thiếu sót thì cũng sẽ dễ dàng bị đánh nát. Lời nói vừa dứt, Lâm Nhất không tiếp tục trì hoãn nữa, dưới ánh nắng ban mai chói chang, hắn bắt đầu tu luyện thất huyền bộ. Tính thời gian, thất huyền bộ này đã luyện được gần nửa năm, trong núi cũng đã trải qua rất nhiều trận thực chiến. Cách đại thành đã không còn xa, chỉ cần đi theo đúng lộ trình thì ắt sẽ thành công, ngưng kết thành kim ô ấn. Chương 738. Trừ khi hắn là kẻ ngốc, nếu không thì chẳng có lý do gì mà không thể thành công. Thời gian dần qua đi, ngày diễn ra cuộc chiến đồng minh ngày càng gần, không chỉ Lâm Nhất. Những nhân tài khác trong danh sách 10 người đứng đầu bảng nhân cũng không hề bỏ bê trễ nải. Lăng Tiêu Kiếm Các tọa lạc trong một quần thể núi non trùng điệp, có hơn trăm ngọn núi đơn độc, trong khu rừng rậm của một ngọn núi trong đó. Một thanh niên với gương mặt khôi ngô đang luyện kiếm, quang mang bắn ra tứ phía, cuộn lên từng trận cuồng phong. Người này, lúc thì như hồ điệp tung cánh, thanh thoát yêu nhã, lúc lại như chim ưng bay lượn, cúi đầu nhìn tám phương. Nơi mà kiếm quang có thể chạm tới, cỏ hoa tàn lụi, cây đổ nghiêng ngả, lá rụng trên nền đất bay tán loạn. Kinh Vân phá hiểu. Người thanh niên đột nhiên khế quát một tiếng, kiếm ý toàn thân rót vào trong kiếm thân, vung tay chém xuống. Kiếm thân phá vỡ lưu quang bỗng ngưng tụ thành một sợi dây mảnh, xoẹt một tiếng, sao động xuất ra. Sợi dây đó vô cùng mảnh rẻ, thật khó có thể tưởng tượng ra được tu vi và kiếm ý hùng hồn trong đó, có thể ngưng tụ thành một sợi dây mảnh mai như thế. Kiếm khí mảnh như một sợi chỉ, từ từ trở nên mỏng manh, cuối cùng mảnh đến mức mắt thường khó có thể nhìn ra được, gần như biến mất. Trên gương mặt của người thanh niên lại lộ ra một nụ cười đầy thỏa mãn. Li Ninh keng một tiếng, liền thu kiếm vào vỏ. Chỉ là vào giây phút kiếm thân tra vào vỏ bỗng nhiên vang lên một âm thanh lớn. Thẳng ngay phía trước mặt hắn, nơi cách đó 800 mét, tất cả cổ thụ đều đã bị chém ngang thân, từng gốc cây đổ ập xuống. Còn chưa hết, trên đống hoang tàn do thân cây đổ chồng lên nhau, kiếm khí trước đó vốn đã biến mất bỗng nhiên xuất hiện. Như thể mặt trời mọc lúc tảng sáng, loáng một cái. Tia sáng đã trải dài ra khắp bầu trời. Trong không khí xuất hiện một tầng sóng gợn lăn tăn, tất cả những cây cổ thụ đổ rạp trên đất bị nghiền thành bột mịn. Hóa thành mặt bụi bay khắp bầu trời. Sở sư đệ, hảo kiếm pháp. Sâu trong rừng rậm, vương diễm của liên minh quân tử mặt mang ý cười, bỗng nhiên hiện thân, bước qua. Người thanh niên này chính là người đứng đầu bảng nhân, là Sở Hạo Vũ năm đó từng tranh hùng với Bạch Lê Hiền. Sở Hạo Vũ liếc mắt nhìn, nhẹ giọng nói, khách khí rồi, so với sư huynh thì vẫn còn kém một chút. Vương Diễm phẩy tay cười nói, ta chẳng qua chỉ lớn hơn đệ vài tuổi, tu vi cao hơn hai tầng mà thôi, nếu như tu vi tương đương thì thực sự không phải là đối thủ của đệ. Đã nghe đồn từ lâu về việc đệ tu luyện Kinh Vân kiếm pháp huyền cấp siêu cấp đến cảnh giới đại thành, nay được tận mắt chứng kiến, không thể không phục. Bất cứ một môn công pháp nào, tu luyện đến mức đại thành đều sẽ lộ ra ý chí chiến đấu rất mạnh. Kiếm pháp huyền cấp siêu cấp, tu luyện đến đại thành thì sợ là kiếm pháp linh cấp thông thường cũng không thể sánh được. Chương 739. Càng không nói đến, Kinh Vân kiếm pháp này còn là võ kỹ huyền cấp siêu cấp ở trình độ cao nhất. Chỉ một mình hắn thôi, rất nhiều người trong bảng địa đã không phải là đối thủ của Sở Hạo Vũ nữa. Ở Lăng Tiêu kiếm các, đệ xứng đáng là người đứng đầu trong các đệ tử ngoại môn, cho dù có so sánh với cả tông môn, thì khả năng thiên bẩm và ngộ tính của đệ cũng phải được xếp hàng đầu. Vương Diễm không tiếc lời khen ngợi, khế giọng nói. Sở Hạo Vũ hờ hững đáp, Vương Sư Huynh. Không cần khiêm tốn, thân là trưởng tử dòng chính của Vương gia, tại hạ mặc dù có lòng tin vượt qua Huynh, nhưng trước giờ chưa từng xem nhẹ Huynh. Nói chút chuyện thực tế đi, nếu không, thì đừng tới quấy rầy ta. Trong đáy mắt Vương Diễm thoáng qua tia sáng lạnh lẽo, Sở Hạo Vũ này đúng là ngọt nhạt cũng chẳng nghe lọt tai, tính tình quái gở cực kỳ. Không hề nể mặt thân phận trưởng tử dòng chính của Vương gia như hắn. Nhưng mà như thế càng tốt, càng như thế, càng đáng tin. Trong cuộc chiến đồng minh, Lâm Nhất chắc chắn sẽ khó tránh được phải chết. Một chiêu Kinh Vân phá hiểu này, theo ta thấy, còn có thể tiến bộ thêm chút nữa. Sở sư đệ nếu như bằng lòng. Sư huynh có thể làm bạn luyện kiếm với đệ. Vương Diễm gạt thân phận mình sang một bên, nhỏ giọng nói. Trước mắt Sở Hạo Vũ sáng lên, cười nói, Vương sư huynh thực sự muốn làm bạn luyện kiếm,
tại hạ đương nhiên bằng lòng, còn mong sư huynh gây nhiều áp lực chút cho ta. Trước cuộc chiến đồng minh, Kinh Vân kiếm pháp này đạt đến đỉnh phong viên mãn cũng không phải là không có khả năng. Trong lòng Vương Diễm trầm xuống, thằng nhóc này đúng là đáng sợ, rõ ràng dã tâm cực lớn nhưng lại có thể bình tâm luyện tập từ từ. Bất cứ cơ hội nào có thể nâng cao thực lực, hắn đều sẽ không dễ dàng cho qua. Chỉ chớp mắt, lại qua nửa tháng. Khu vực lân cận Lạc Già Sơn, bên cạnh vách núi của một ngọn núi đơn độc, trên biển mây mênh mông, bỗng nổi lên từng luồng ánh sáng màu vàng kim. Trong thiên khung dường như có một con chim thần kim sắc trông như thể vầng mặt trời xé rách bầu không bay ra. Hồng hộc. Đợi đến khi ánh sáng đó tan đi, trên vách núi cô đơn, một người thiếu niên đáp xuống. Sau khi đáp xuống, hơn chục chiếc bóng người chồng chéo, chớp mắt nhìn qua lại là một vùng mơ hồ. Chốc lát sau, đợi đến khi những chiếc bóng kia chồng lên nhau mới lộ ra dung mạo thật. Gương mặt thiếu niên khôi ngô tuấn tú, thân trên để trần, dưới ánh nắng chói chang chiếu rọi. Trên lưng có một ấn ký kim sắc to bằng lòng bàn tay đang phát sáng lấp lánh. Thấp thoáng, trông giống như một con kim ô rực rỡ. Kim ô ấn. Không cần phải nói nhiều, thiếu niên này đương nhiên là Lâm Nhất đang khổ luyện Thất Huyền Bộ. Chương 740. Sau khi tu luyện thành công Long Tượng Chiến Thể Quyết, Lâm Nhất bèn bắt tay vào ngưng tụ kim ô ấn, dành hết nửa tháng thời gian, cuối cùng mới hoàn thành. Từ lúc hắn tiếp nhận Thất Huyền Bộ từ trong tay trưởng lão Thủ Các đến nay đã gần nửa năm rồi. Ngộ tính của Lâm Nhất trước giờ vẫn luôn kinh người, bất cứ công pháp võ kỹ nào qua tay hắn đều chỉ đọc một lần là nhớ như in. Không có tiền bối chỉ điểm thì sẽ không thể tu luyện được Long Tượng Chiến Thể Quyết, thế nhưng hắn lại chẳng có ai dạy mà tự thông. Dựa vào nền tảng nhục thân và số lượng lớn linh ngọc nhị phẩm, trong thời gian nửa tháng đã tu luyện đến cảnh giới tầng thứ ba. Thất Huyền Bộ lại khiến hắn phải luyện đến cả nửa năm mới có thể ngưng tụ kim ô ấn. Thậm chí có một dạo còn khiến hắn hoài nghi ngộ tính của bản thân không thực sự cao. Ngày này giờ này, cuối cùng cũng có kết quả, Lâm Nhất mặc áo sa màu xanh thở dài một hơi. Thử thêm lần nữa. Trong mắt Lâm Nhất lấp lánh ánh sáng, khí huyết sục sôi, chân nguyên toàn thân sao động không ngừng. Thất Huyền Bộ, người đi lưu ảnh. Khẽ hét một câu, Lâm Nhất nhấc chân bước đi, khắp người lấp lánh ánh vàng. Một bước đi này, tựa như ngọn lửa mạnh mẽ bốc lên, như núi lửa phun trào, trong lúc mạnh mẽ tấn công, lưu lại 7 chiếc bóng lấp lánh, thật sự rất khó để có thể đoán được bóng người thật giả. So với tàn ảnh trước kia vừa xuất hiện đã biến mất, tàn ảnh kim sắc này khác biệt hoàn toàn, thấp thoáng còn mang theo kiếm ý cương trực. Dưới sự khống chế của kiếm ý, tàn ảnh hư thực khó lường, càng khó để nhận biết. Đúng 3 giây sau, tàn ảnh kim sắc chói mắt kia mới từ từ biến mất. Trong lúc chiến đấu, chỉ một giây phân tâm đã đủ để xác định sống chết, huống hồ là 3 giây. So với trước đây, Thất Huyền Bộ này đã tiến bộ rất lớn. Thất Huyền Bộ, kim ô sải cánh. Giây phút tàn ảnh tiêu tan, mũi chân Lâm Nhất điểm mạnh xuống nền đất, kim ô ấn trên lưng bung ra luồng hào quang nhàn nhạt. Hai cánh tay dạng mạnh, ánh sáng kim sắc ở sau lưng hắn giống như một đôi cánh sải rộng. Đôi cánh khẽ đập, bay vút lên trời. Cao đến 10 trượng, đáp lên đỉnh ngọn núi. Huyền ảnh mê tung, như nhật tại thiên. Trên đỉnh núi, Lâm Nhất thét lên một tiếng, trên người lập tức xuất hiện những bóng ảnh trùng điệp, hoàn toàn không phân biệt được đâu là người thật. Hắn hóa thành ánh sáng vàng chói lọi, lóe qua bầu trời rồi vụt tắt. Những nơi hắn đi qua nổi lên trận gió ngút trời, rải xuống ánh sáng vô biên, rơi lên biển mây mênh mông. Hồng hộc. Hắn lộn nhào mấy vòng trên không trung, sải rộng hai cánh tay, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Động như sấm sét, nhẹ như cánh bướm, thu phát tự nhiên, nắm giữ do tâm, từ nay Thất Huyền Bộ chân chính đại thành. Không uổng nửa năm mình hao tốn, Thất Huyền Bộ quả thật lợi hại. Dù là thân pháp linh cấp trung phẩm, e rằng cũng chỉ đến thế mà thôi. Chương 741. Giữa mi mày lóe lên sự sắc bén, Lâm Nhất nhỏ giọng lẩm bẩm. Trên thực tế, Thất Huyền Bộ còn mạnh hơn cả tưởng tượng của Lâm Nhất. Không phải ngộ tính của hắn không đủ, mà là công pháp này truyền thừa một phần trục nhật thần quyết thời thượng cổ, thực sự tối nghĩa khó hiểu. Trong khắp Lăng Tiêu Kiếm Các, người có thể tu luyện nó đến đại thành đều là trưởng lão cảnh giới tử phủ, ai cũng tiêu tốn thời gian mười mấy năm, thậm chí còn lâu hơn.
đối với bọn họ mà nói, thật sự có chút được không bù nổi mất. Nếu không phải Lâm Nhất tu thành bá kiếm, trưởng lão thủ các sẽ không tặng hắn công pháp này. Chỉ còn một tháng nữa là cuộc chiến đồng minh bắt đầu, phải chuyên tâm tu luyện bá kiếm thôi. Vẻ vui mừng trong mắt Lâm Nhất còn chưa tan biến, đã chuyển sang nghiêm trọng. Phượng Linh Vân Tiêu, vang lên là kinh người. Nó khiến tiếng tăm hắn vang vọng kiếm các, đồng thời cũng đẩy hắn ra đầu sóng ngọn gió, bất cần một chút là sẽ tan xương nát thịt. Trong cuộc chiến đồng minh, không biết có bao nhiêu người sẽ xem hắn như bàn đạp. Thất huyền bộ, lòng tượng chiến thể quyết và long hổ quyền giúp hắn không lo lắng gì mà báo danh, đạt được thành tựu xuất sắc thuộc về mình. Nhưng thứ thật sự có thể giúp hắn áp đảo tất cả mọi người thì chỉ có thanh kiếm trong tay hắn. Chỉ có bá kiếm. Bá kiếm không thể đại thành thì mãi mãi sẽ là tâm bệnh, thậm chí cảm ngộ kiếm đạo sẽ vì thế mà trì trệ. Cuộc chiến đồng minh không những vì Lạc Già Sơn, mà còn là để chứng tỏ tên tuổi hắn. Nhưng tu luyện bá kiếm định sẵn sẽ khó khăn vô cùng, khó hơn cả thất huyền bộ. Ít nhất hắn có thể nắm chắc thất huyền bộ, sớm muộn cũng sẽ đại thành. Nhưng bá kiếm, đừng nói là một tháng, dù có cho hắn hai tháng cũng không chắc chắn sẽ đại thành. Bộ kiếm pháp này quá quỷ dị, chỉ có một kiếm, nhưng lại khó tu luyện vô cùng. Mai hộ pháp thậm chí còn nói rõ, chỉ cần bá kiếm của hắn đại thành thì sẽ cho hắn một bất ngờ thật sự. Một kiếm quét ngang bốn phương, một kiếm chém dọc tám hướng, một kiếm xuyên chín tầng mây, một kiếm chặt đứt mây trôi. Một kiếm này quan trọng ở chỗ dồn tất cả mọi thứ đến cực hạn, sau đó bùng phát ra hết, không chừa lại gì chỉ trong một lần. Không thể có chút do dự hay chậm trễ nào, nếu không sẽ bị phản phệ ngay lập tức. Cái gọi là bá khí chính là một hơi chứa dũng khí đối mặt với cái chết, dù cho đối mặt với bất cứ kẻ địch mạnh nào cũng không hèn nhát này. Lâm Nhất lẩm bẩm, hắn sử dụng bá kiếm nhiều lần đã có chút kinh nghiệm. Uy lực mạnh khiến người ta trợn mắt há mồm. Không dùng thì thôi, một khi sử dụng chắc chắn sẽ nhuốm máu. Nhưng làm sao để tiến bộ thêm thì lại khiến hắn nghĩ mãi không ra. Lăng Tiêu Kiếm Các, nơi dừng chân của Liên minh Tu La. Chương 742. Liên minh Tu La giống như Liên minh Cô Tinh, người khá ít nhưng đều là nhân tài tinh anh. Đệ tử kiếm các trong liên minh đều là kẻ cuồng tu luyện, không thích bó buộc. Giang Phong đứng thứ ba bảng nhân chính là một thành viên trong liên minh Tu La. Một trưởng hắn ta đánh ra, kiếm thế toàn thân bùng lên, con rối huyền thiết cách xa 500 mét xông về phía hắn ta bị đánh nát. Các mảnh vụn cứng chắc mà tinh xảo rơi xuống đất, sau đó lại bị nghiền nát thành bột mịn. Tu vi đáng sợ, chân nguyên hùng hậu, khiến người xem sợ hãi không thôi. Giang Phong thở ra luồng khí đục, mi mày toát lên vẻ kiêu ngạo. Khe giọng lẩm bẩm, thời gian 2 năm, Hỗn Nguyên Quyết tầng thứ 6 cũng đã viên mãn đỉnh phong, không để lại sự tiếc nuối nào. Đệ tử kiếm các muốn tu luyện công pháp linh cấp thì chỉ có thăng cấp lên bảng địa. Nếu không, cho dù có đứng 10 hạng đầu bảng nhân cũng chỉ có thể tu luyện công pháp huyền cấp siêu phẩm. Dù là công pháp huyền cấp siêu phẩm, nhưng muốn tu luyện được viên mãn đỉnh phong cũng không phải chuyện dễ dàng, khó khăn chồng chất. Một khi công pháp viên mãn sẽ xảy ra thay đổi long trời lở đất, chân nguyên sẽ thay đổi về chất. Bây giờ, dù có đối mặt với đệ tử bảng địa, nhưng chỉ cần công pháp linh cấp của đối phương chưa đạt đại thành, Giang Phong tin rằng mình có thể áp đảo, ngăn chặn đối thủ. Sở Hạo Vũ, ngươi không ngờ tới đâu nhỉ? Khóe miệng Giang Phong nhếch lên nụ cười. 2 năm nay Sở Hạo Vũ vẫn luôn rèn luyện kinh vân kiếm pháp, chắc chắn tu luyện công pháp không bằng hắn ta. Hắn ta ẩn nhẫn nhiều năm, chưa đi khiêu chiến Sở Hạo Vũ cũng là muốn đợi một cơ hội làm người ta kinh ngạc. Công pháp mới là chính đạo, thực lực hơn kỹ năng. Cho dù kiếm pháp của người có tuyệt diệu đi chăng nữa, chân nguyên của ta mạnh hơn ngươi, chỉ cần một kiếm, thậm chí còn không cần dùng kiếm cũng có thể đánh bại ngươi. Đáng tiếc, cơ hội làm người ta kinh ngạc này lại bị Lâm Nhất cướp mất. Trong đầu hiện lên gương mặt của Lâm Nhất, sắc mặt Giang Phong lập tức xa sầm. Chết tiệt, thằng nhóc đó có tài đức gì mà so sánh với ta? Nếu là Sở Hạo Vũ giết chết Huyết Phong thì đành chịu. Một kẻ là kiếm nô của một nước nhỏ, nhập tông chưa đến nửa năm, thế mà lại cướp mất cơ hội ra oai của hắn ta. Trong cuộc chiến đồng minh, ta phải cho ngươi biết tay. Ngươi nín nhịn cơn tức không chỉ có hắn ta, ở Lăng Tiêu Kiếm Các, nơi dừng chân của Liên minh Tu La.
Trên một dãy núi cao vạn trượng, vươn tới đỉnh mây, thác nước tuôn chảy. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, thác nước giống như một dải lụa màu bạc, thả xuống từ trên 9 tầng mây. Lực xung kích của nó có thể dễ dàng đánh chết nhân tài cảnh giới huyền võ bình thường. Những ai chưa mở ba sợi huyền mạch thì hoàn toàn không dám hứng chịu lực xung kích thế này. Dù cho có cũng không chịu đựng được bao nhiêu lượt. Chương 743. Nhưng bây giờ, ở bên dưới thác nước, một người để trần thân trên khoanh chân ngồi đó, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể hứng chịu thác nước đổ xuống, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Sắc mặt ung dung bình thản khiến người ta hoảng hốt. Không biết từ lúc nào, bên bờ đã lặng lẽ xuất hiện một người, mặc áo xanh lam, nét mặt hồng hào, khí độ bất phàm. Người trẻ tuổi dưới thác nước bỗng mở mắt ra, ánh mắt sáng rực. Người phóng vọt ra giống như lưỡi kiếm sắc bén, bùng phát lực xung kích đáng kinh ngạc, mang theo kiếm thế lạnh lẽo sắc bén, ầm ầm đáp xuống đất. Bái kiến Phùng sư huynh. Người trẻ tuổi kia chính là hạng hai bảng nhân, Diệp Tu của Liên minh Cô Tinh. Còn thanh niên áo lam họ Phùng tên Xuyên, tuy không phải minh chủ, nhưng lại là người phụ trách thực tế của Liên minh Cô Tinh, uy danh cực cao. Phùng Xuyên mỉm cười, không hề có dấu hiệu báo trước, đột nhiên đánh một quyền tới. Vẻ mặt Diệp Tu bình thản, không hề dao động, chưa động chân nguyên, giơ tay đánh ra một quyền nghênh tiếp. Ầm, quyền mang đối chọi vang lên tiếng nổ động trời, khiến nước suối dâng cao trăm mét. Doạt, vô số nước suối bắn ra tung tóe, giống như trời đổ mưa lớn, rơi xuống người hai người. Phùng Xuyên thu quyền đứng đó, cười nói, sức mạnh một quyền của sư đệ e là đã đạt đến một đỉnh, kim thân quyết tu luyện đến tầng 4 rồi nhỉ. Diệp Tu gật đầu đáp, nửa năm trước đã tu luyện đến tầng 4, sức mạnh của một quyền cũng đạt 10 vạn cân, nhưng không thể gọi là một đỉnh. Sao vậy? Trong mắt Phùng Xuyên lóe lên tia sáng kỳ dị, lên tiếng hỏi. Diệp Tu trầm ngâm đáp, ta từng nhìn thấy mông sung của nội tông Hỗn Nguyên Môn đánh ra một quyền giống như đỉnh cổ kêu vang, tựa như thánh âm vậy. Cũng là sức lực 10 vạn cân, ta không bằng hắn. Phùng Xuyên lại ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó mới cười nói, Diệp sư đệ khiêm tốn rồi. Mông sung là ai chứ, trên khắp Đại Tần Đế Quốc, hắn là cao thủ có tên tuổi trong hàng ngũ thứ ba. Hơn nữa, hắn tu luyện Long Tượng Chiến Thể Quyết, kim thân quyết của kiếm các chúng ta đương nhiên không so sánh được. Nhưng sư đệ đừng quên ngươi là một kiếm khách, đệ tử của Lăng Tiêu kiếm các ngoài kiếm pháp ra còn tu luyện quyền pháp hoặc trưởng pháp. Nhưng ít có ai tu luyện thân xác, huống hồ là luyện đến cảnh giới cao thâm như sư đệ. Hắn ta nói đến đó thì dừng, đáng sợ là bí mật đó hầu như không ai biết. Ngoài hắn ta ra, những người khác trong Liên minh Cô Tinh đều không biết Diệp Tu vẫn luôn bí mật tu luyện kim thân quyết. Cuộc chiến đồng minh lần này, Diệp Tu chắc chắn sẽ không giấu giếm nữa, đến lúc đó nhất định sẽ khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Sư huynh tìm ta có việc gì sao? Diệp Tu khế giọng hỏi. Phùng Xuyên hơi biến sắc, nhỏ giọng nói ta nghe được một vài tin tức. Cuộc chiến đồng minh lần này hình như có chút thay đổi, đến báo trước cho sư đệ một tiếng. Vâng, Diệp Tu bình tĩnh gật đầu. Phùng Xuyên thấy lạ hỏi, đệ không tò mò rốt cuộc là thay đổi thế nào sao? Chương 744. Nếu sư huynh biết thì chắc chắn sẽ nói với ta. Nếu không nói thì chắc chắn sư huynh cũng không biết. Hơn nữa, có thể có thay đổi gì chứ, nhiều lắm là hung hiểm hơn một chút. Nhưng chẳng phải ý định ban đầu của cuộc chiến đồng minh chính là như vậy sao? Diệp Tu trông có vẻ chậm chạp, nhưng suy nghĩ lại cực kỳ tinh tế, nói tiếp, trong bảng nhân có không ít người tham sống sợ chết, không dám mạo hiểm tham gia cuộc chiến đồng minh, muốn dựa vào việc tích lũy kinh nghiệm len vào bảng địa, nhưng vào được rồi thì sao? Cũng chỉ là phế vật, 100 cao thủ hàng đầu bảng địa hiện nay có ai không tham gia cuộc chiến đồng minh chứ? Trong mắt Phùng Xuyên lóe lên tia sáng. Phát hiện lúc trước mình đã coi thường người sư đệ này rồi. Sở Hạo Vũ đi đến Liên minh Quân tử, ta không quản được hắn. Nhưng Liên minh Cô Tinh không thể vì hắn đi rồi mà trở nên im hơi lặng tiếng trong cuộc chiến đồng minh. Diệp sư đệ hiểu ý ta chứ? Phùng sư huynh yên tâm, chuông cổ Phượng Linh ở Vân Tiêu Gian cũng đã vang lên, ta không thể giấu giếm thêm nữa. Suối mây dâng lên trời lặn xuống, mưa bão sắp đến gió đầy trời. Cuộc chiến đồng minh sắp đến gần, bầu không khí ở Lăng Tiêu kiếm các lại càng vắng lặng. Bình thường sân bãi chật kín người, nay lại vắng vẻ,
hầu như không thấy bóng dáng ai. Rõ ràng là ngày hè nóng bức, nhưng ở tông môn lại lan tràn khí tức lạnh lẽo tiêu điều. Lời đồn cuộc chiến đồng minh lần này không hề tầm thường, e rằng sẽ xảy ra biến cố cũng được lan truyền nhanh chóng, mọi người đều sục sôi. Mây cuộn mây tan, mặt trời mọc rồi lặn, lại 10 ngày trôi qua. Chỉ còn 20 ngày nữa là đến ngày bắt đầu cuộc chiến đồng minh. Trên một vách núi gần Lạc Già Sơn, ánh mặt trời chiếu rọi, thiếu niên trên vách núi trông có vẻ phiền muộn. Lại thất bại rồi. Lâm Nhất khẽ thở dài một hơi. Hắn tham ngộ tròn 10 ngày, bá kiếm không những không có tiến triển nào, mà ngược lại còn khiến hắn rơi vào cảnh mịt mù, có chút không biết đường nào thoát ra. Thậm chí hắn còn bắt đầu nghi ngờ bản thân, có phải đã rẽ nhầm đường, từ lúc bắt đầu đã sai rồi không? Một kiếm, làm gì có kiếm pháp nào chỉ có một kiếm? Nếu chỉ có một kiếm thì làm sao biến chiêu? Nếu không biến thì làm sao đại thành? Hai điều đó trở thành nghịch lý. Nếu chỉ có một kiếm thì sau khi sử dụng một kiếm đó, tích lũy theo năm tháng, nước chảy thành sông, cuối cùng cũng sẽ đại thành. Nhưng hắn đã tu luyện bá kiếm hơn nửa năm mà không có tiến triển gì. Cùng lắm là sau khi tử diên kiếm quyết và tu vi tăng cao, uy lực của chiêu kiếm này cũng tăng lên không ít. Về bản chất thì không có gì thay đổi. Vù! Trong biển mây, một bóng dáng xinh đẹp yêu kiều như kiếm phóng ra, vững vàng đáp xuống vách núi. Đó là Hân Nghiên, từ dưới núi đuổi đến đây. Hân Nghiên tắm trong ánh nắng ban mai, dáng người thướt tha dịu dàng, đầy khí chất. 5 ngày trước, Hân Nghiên đã đến đây một lần, thấy Lâm Nhất đang ngộ bá kiếm, thế là không làm phiền nữa. Lại thất bại rồi à? Hân Nghiên nhìn vẻ mặt Lâm Nhất, khế giọng hỏi. Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, cười gượng đáp, ừ, dường như đã tìm được vài phương pháp, lại giống như không có manh mối nào. Mãi vẫn không thể tìm được cửa mà vào. Từ khi ta bắt đầu tu luyện tới nay vẫn chưa bao giờ gặp phải võ kỹ nào khó hiểu như vậy. Chương 745. 10 ngày qua, hắn đã thử đủ các phương pháp, nhưng không hề có tiến triển, ngược lại kiếm thuật lại tinh tiến thêm một chút. Táng hoa kiếm sánh ngang với bảo binh ở trong tay hắn bộc lộ hết sự sắc bén, càng thêm thuận tay. Điều này xem như là một chút bất ngờ và niềm an ủi, nếu không, 10 ngày này đều lãng phí cả. Đôi mắt long lanh của Hân Nghiên hiện lên ý cười, giống như hoa hồng nở rộ. Dưới ánh mặt trời, một nụ cười hút hồn, khiến người ta chói mắt. Tiểu sư đệ, người có bao giờ nghĩ tới vì sao bá kiếm được gọi là cấm thuật không? Đương nhiên là có, người tu luyện kiếm pháp này cuối cùng đa số sẽ tẩu hỏa nhập ma, bị kiếm pháp phản phệ. 100 năm qua, vì người bị thương bởi kiếm này nhiều vô số kể. Ít có ai luyện thành, nên mới gọi là cấm thuật. Hân Nghiên nhìn biển mây mênh mông, ta lại cảm thấy chưa hẳn như vậy. Hả? Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng kỳ dị, hỏi, Hân Nghiên tỷ có cao kiến gì? Có lẽ không phải ngộ tính của người không đủ, mà là kiếm pháp này vốn đã có khuyết điểm. Mai Hộ Pháp nói với người rằng chỉ có một kiếm, nhưng chưa chắc nó thật sự chỉ có một kiếm. Nói không chừng ngay cả ông ấy cũng chưa luyện đến đại thành. Hân Nghiên quay người nhìn Lâm Nhất, hai mắt nheo lại, khế giọng nói. Lâm Nhất ngây ra một lúc lâu, trầm ngâm nói, hình như có thể như vậy thật. Nếu 100 năm nay đã ít có người luyện thành, vậy thì phỏng chừng Mai Hộ Pháp cũng chưa luyện thành. Nghĩ đến đó, nét phiền muộn trên mặt Lâm Nhất cũng tan biến. Bỗng dưng tâm trạng hắn tốt lên nhiều, suy nghĩ cũng rõ ràng hơn không ít. Hân Nghiên thấy vậy, lòng thở phào nhẹ nhõm. Cô ta không nói cho Lâm Nhất rằng vừa nãy cô ta đã thấy trên trán hắn có hắc khí lượn quanh, rõ ràng là đang bên bờ tẩu hỏa nhập ma, nếu không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. May mà Lâm Nhất thông minh, cô ta nói bóng gió vài câu là nút thắt trong lòng hắn đã mở ra. Nếu nói thẳng rằng hắn đang bên bờ tẩu hỏa nhập ma thì ngược lại sẽ khiến hắn khủng hoảng. Vô hình chung, dưới tình huống Lâm Nhất không biết, nguy cơ đã được giải quyết. 100 năm nay đã có vô số tu sĩ bị thương do luyện kiếm này. Cấm thuật, đương nhiên có lý do nên mới bị gọi là cấm thuật. Địa điểm tổ chức cuộc chiến đồng minh lần này đã được xác định. Một lúc sau Hân Nghiên khẽ thở dài, ở một nơi mà ta chưa từng nghĩ tới, ta vốn đã định nói cho ngươi từ 5 ngày trước. Ở đâu vậy? Núi Mai Kiếm. Lòng Lâm Nhất hơi giật mình, đương nhiên hắn biết nơi này.
Núi Mai Kiếm là một trong tứ đại bảo địa của Lăng Tiêu Kiếm Các, nghe nói rất ít khi người ngoài. Yêu cầu rất cao, Tiêu Vân lệnh ít nhất phải từ tứ phẩm trở lên, người bình thường hoàn toàn không vào được. Cao nhân trong tông môn trước khi chết sẽ chôn bội kiếm trong đó, cả núi Mai Kiếm đều có kiếm ý bao phủ, âm khí ngút ngàn, cực kỳ quỷ dị. Đây là nơi bí ẩn nhất trong tứ đại bảo địa, rất ít ai có thể thấy được toàn cảnh. Chương 746. Địa điểm tổ chức cuộc chiến đồng minh ở núi Mai Kiếm quả thực nằm ngoài dự đoán của mọi người. Phần thưởng dành cho các cá nhân trong cuộc chiến đồng minh lần này rất cao, lọt vào nhóm 100 người đứng đầu sẽ có tư cách vào bảng địa. 10 người đứng đầu được thưởng 800 viên linh ngọc nhị phẩm, 3 người đứng đầu sẽ được 1 viên linh ngọc tam phẩm, người đứng đầu được thưởng 1 món bảo khí. Những lời này khiến Lâm Nhất rất kinh ngạc, hắn cười ngượng ngùng, phần thưởng này quả thật hấp dẫn, trước đây chưa từng có sao ạ. Thưởng hẳn 1 món bảo khí, dù là bảo khí kém nhất cũng đủ khiến người ta động lòng. Điều khiến người ta hưng phấn hơn nữa là vào nhóm 100 hạng đầu sẽ có tư cách vào bảng địa. Đối với đệ tử ngoại môn mà nói, đây là điều khiến họ động lòng nhất, mà nhìn có vẻ cũng dễ thực hiện nhất. Thăng cấp lên bảng địa có thể tu luyện công pháp linh cấp, phẩm cấp công pháp tăng lên, thực lực bản thân cũng sẽ tăng lên. Địa điểm tổ chức cuộc chiến đồng minh ở núi Mai Kiếm đủ để khiến đệ tử ngoại môn chấn động. Có ai không tò mò về núi Mai Kiếm chứ? Lại thêm những cám dỗ này, chỉ sợ cuộc chiến đồng minh sẽ dấy lên cơn bão kinh hoàng ở cả ngoại môn. Trước đây vì cuộc chiến đồng minh sẽ chết người nên không nhiều người chịu chấp nhận mạo hiểm. Nhưng lần này thì khó nói, chưa biết chừng một số cao thủ ẩn mình sẽ động lòng. Không nghi ngờ gì nữa, cuộc chiến đồng minh lần này nhất định sẽ trở thành đỉnh cao nhất cả trăm năm nay ở Lăng Tiêu Kiếm Các. Người có hứng thú với bảo khí à? Hân Nghiên nháy mắt, cúi xuống nhìn Lâm Nhất, cười híp mắt hỏi. Hương thơm nồng nàn quyến rũ ập đến, thần trí Lâm Nhất hơi lay động, hắn cười khổ trong lòng, Hân Nghiên tỷ đúng là yêu tinh họa thủy. Đương nhiên rồi, Lâm Nhất gật đầu đáp. Nhưng cũng phải có mạng để lấy nó. Nụ cười trên mặt Hân Nghiên giảm bớt, đột nhiên cô ta nghiêm mặt bảo, tiểu sư đệ, ta không biết ngươi giết huyết phong bằng cách nào, nhưng ta nói cho ngươi biết. Trong 10 hạng đầu bảng nhân ít nhất có 3 người có thể dễ dàng giết được huyết phong. Điều khó là thủ đoạn bảo vệ tính mạng của những tán tu này quá nhiều, lại rất xảo quyệt, phát hiện có điều không ổn sẽ lập tức bỏ chạy. Vậy nên trong 100 năm qua có rất ít đệ tử ngoại môn làm được điều này. Người giết được huyết phong không có nghĩa là người có thể kê cao gối mà ngủ ở ngoại môn, 3 người đứng đầu bảng nhân không phải đèn cạn dầu. Lâm Nhất bừng tỉnh, trịnh trọng gật đầu. Biết rồi là tốt, tỷ tỷ cũng chỉ nhắc nhở ngươi thôi, đừng nghĩ nhiều. Nếu ngươi chết thì tỷ tỷ sẽ thật sự đau lòng, hiếm lắm mới gặp được tiểu sư đệ ngoan như ngươi mà. Giây trước Hân Nghiên còn nghiêm túc, nháy mắt đã cười tươi như hoa, quyến rũ động lòng người. Nói xong cô ta còn gõ lên đầu Lâm Nhất một cái. Đau quá! Lâm Nhất sờ đầu, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười. Hắn tự nói với mình gặp được Hân Nghiên sư tỷ ở Lăng Tiêu Kiếm Các cũng là một điều may mắn. Hân Nghiên thấy Lâm Nhất bị đau thì càng cười tươi hơn, cương chiều nói, vẫn còn 20 ngày nữa, nếu bá kiếm không thể tinh tiến thì cũng đừng quá miễn cưỡng, chỉ bằng nâng cao công pháp kiếm thế lên, dù sao cuộc chiến đồng minh cũng tổ chức ở núi Mai Kiếm. Lâm Nhất gật đầu, cũng không còn mấy ngày nữa là tới cuộc chiến đồng minh. Chương 747. Tiếp tục lãng phí thời gian công sức vào bá kiếm thì quá liều, chỉ bằng nhân cơ hội này sử dụng tài nguyên của mình nâng cấp Tử Diên kiếm quyết. Sau đó hắn sẽ bế quan, tổng kết một lượt những gì học được. Ta đi đây. Hân Nghiên khẽ cười, đến đi như gió, thoáng chốc đã biến mất không thấy bóng dáng. Trên vách núi chỉ còn lại hương thơm nhàn nhạt, lay động lòng người. Lâm Nhất thở dài một hơi, sự phiền muộn và buồn khổ của những ngày qua cũng được cuốn đi. Hắn ngửa đầu nhìn biển mây mênh mông, ánh mặt trời rực rỡ. Hân Nghiên tỷ nói đúng, 3 người đứng đầu bảng nhân chắc chắn không phải kẻ vô danh tiểu tốt. Hắn có thể không sợ những người này, nhưng không thể coi thường họ. Tuy nhiên nếu 3 người này cảm thấy Lâm Nhất hắn chỉ dựa vào may mắn mới tình cờ giết được huyết phong. Vậy thì hắn cũng không để ý, cho đối phương một bất ngờ cũng được. 3 người đứng đầu bảng nhân à? Ta cũng rất mong chờ các ngươi có thể cho ta bất ngờ gì. Ngửa mặt lên nhìn ánh mặt trời chói lọi,
trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên ý cười, ánh mặt trời rạng rỡ chiếu rọi, tràn đầy khí lực. Tử Diên kiếm quyết là Tử Diên kiếm thánh truyền lại cho Lâm Nhất, là kiếm quyết, cũng là một chiếc chìa khóa. Thời thượng cổ được gọi là thịnh thế hoàng kim, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, quần hùng nổi lên. Đó là thời đại huy hoàng, cao thủ như mây, có thể tung hoành không cần kiêng dè gì, có thể thấy thực lực của Tử Diên kiếm thánh tiền bối đáng gờm nhường nào. Tử Diên kiếm quyết mà tiền bối ấy để lại đương nhiên có uy lực phi thường, không phải công pháp bình thường có thể so sánh. Kiếm quyết có tổng cộng 16 tầng, 6 tầng đầu là nền tảng, ngưng tụ kiếm kình, trao dồi linh nguyên, diễn hóa ra Tử Diên hoa hoàn mỹ. Dù 6 tầng đầu mạnh đến đâu cũng chỉ là nền tảng. Tầng thứ 7 mới được coi là chính thức bắt đầu, có thể ngưng tụ được Tử Diên kiếm quyết trong cơ thể, ngưng khí thành kiếm, như kinh hồng phá mặt trời, sức mạnh vô địch, phá được tất cả mọi thứ. Bây giờ Lâm Nhất vừa mới thăng cấp lên tầng 7. Còn cách tầng 7 đại thành một khoảng nữa. Trong tay hắn còn 150.000 linh ngọc, tài nguyên đầy đủ nhưng hắn không biết trong 20 ngày này có thể tiêu hóa được bao nhiêu linh ngọc. Cơ thể chính là vật chứa, mà chứa trong thời gian ngắn nên chắc chắn chỉ chứa được một lượng tài nguyên giới hạn. Nếu chứa quá nhiều sẽ rất dễ phát nổ. Không ai có thể luyện hóa tài nguyên không giới hạn, thuật thôn thiên của Lâm Nhất đã nghịch thiên lắm rồi mà cũng không làm được. Chương 748. Bây giờ mình đã luyện được long tượng chiến thể, khí huyết như hải, thân thể như dã thú, thử liều một phen, chưa biết chừng 20 ngày có thể luyện hóa được 100.000 viên linh ngọc. Không thử thì sao biết? Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên, tay vỗ nhẹ vào túi trữ vật. Một ngọn núi nhỏ do linh ngọc chất thành xuất hiện trước mặt hắn, linh khí thiên địa rồi rào tản ra quang hoa rực rỡ. Bề mặt linh ngọc có linh khí lưu chuyển. Giống như chất lỏng trong suốt, đẹp đẽ, hoa mỹ. Lượng tài nguyên khổng lồ như vậy đặt trước mặt bất kỳ ai cũng sẽ khiến người ta giật mình. Nếu có người nói muốn luyện hóa toàn bộ trong 20 ngày thì đúng là kẻ ngốc nói mớ, khiến người ta cười rụng răng. Vù! Lâm Nhất bay lên không, đáp trên ngọn núi nhỏ được chất bằng linh ngọc, khoanh chân ngồi xuống. Hai tay hắn hướng lên trời, đặt nhẹ lên đầu gối, Tử Diên kiếm quyết lặng lẽ chuyển động. 42 cánh hoa trong đan điền của Tử Diên kiếm quyết nở rộ, chân nguyên màu tím dày đặc mà ngưng tụ đột nhiên lan ra khắp kinh mạch trong cơ thể. Tử Diên kiếm quyết vận hành, linh khí thiên địa, tinh hoa nhật nguyệt dồi dào trong linh ngọc phía dưới như những dòng sông cuộn trào, chảy vào trong cơ thể Lâm Nhất. Dòng sông hùng vĩ dữ dội giống như dã thú tấn công cơ thể Lâm Nhất. Nếu đổi lại là người khác, khí huyết trong cơ thể không đủ thì chỉ sợ trong giây lát sẽ trọng thương, hồng máu, nếu không cẩn thận sẽ nổ cơ thể mà chết. Tu vi và công pháp đều tăng vọt, khí huyết trong cơ thể Lâm Nhất dồi dào, nóng không chịu nổi nhưng lại không hề cảm thấy khó chịu. Đầu óc Lâm Nhất tỉnh táo, hắn không vội vàng, lực lượng long tượng cổ xưa từ khí huyết trào ra, thấm vào lục phủ ngũ tạng, máu thịt xương tủy, tứ chi bách hải chống lại linh khí thiên địa tấn công như hồng hoang dã thú. Có thể chịu được. Sau nửa nén hương, Lâm Nhất cảm thấy thân thể không có vấn đề gì lớn, trong lòng thoáng qua một tia vui mừng. Xem ra Tử Diên kiếm quyết quả thật rất phi thường, long tượng chiến thể lại càng khó tin. Nếu không có thân thể cường hãn như bây giờ, cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám làm vậy. Tiếp tục, Lâm Nhất làm cái gì chắc cái đó, bắt đầu dẫn linh khí dồi dào như sóng biển này hội tụ về phía Tử Diên hoa trong đan điền. Một lúc sau, Tử Diên hoa lại mở thêm một cánh, tổng cộng có 43 cánh hoa. Nếu thật sự có thể luyện hóa hết 100.000 viên linh ngọc này, chưa biết chừng kiếm quyết có thể đột phá đến tầng 8 ấy chứ. Tài nguyên của đạo tặc huyết phong đúng là khiến hắn được hời. Chương 749. Lâm Nhất kìm nén sự kích động trong lòng, nín thở ngưng thần, cẩn thận luyện hóa. Cho dù có long tượng chiến thể hộ thân nhưng cũng không được sơ ý. Hiện tại hắn đang cược một nước cờ lớn. Trong quá trình tu luyện, thời gian trôi nhanh vô cùng. Lâm Nhất hoàn toàn chìm đắm, không hay biết rằng cả Lăng Tiêu kiếm các đã sục sôi. Nghe nói gì chưa, cuộc chiến đồng minh sẽ tổ chức ở núi Mai Kiếm đấy. Núi Mai Kiếm là nơi bí ẩn nhất trong tứ đại bảo địa của Lăng Tiêu kiếm các. Dù là đệ tử nội môn muốn vào cũng vô cùng khó, thế mà lại tổ chức cuộc chiến đồng minh ở đó. Nghe nói trong núi Mai Kiếm có yêu thú, còn có kiếm ý.
yêu đan của yêu thú liên hoa có thể nâng cao kiếm ý, còn cường hãn hơn tu luyện ở đài vạn kiếm. Cuộc chiến đồng minh lần này thật điên cuồng, không chỉ tổ chức ở núi Mai Kiếm, thậm chí còn dành ra 100 suất cho đệ tử nội môn. Đệ tử nội môn có thể tu luyện công pháp linh cấp, môn phụng mỗi tháng gấp 100 lần so với chúng ta. Dưới tình huống bình thường, muốn trở thành đệ tử nội môn thì phải trải qua mấy lần khảo nghiệm. Thế này đã là gì, hạng nhất còn được thưởng một món bảo khí kia. Ta đến Lăng Tiêu Kiếm Các lâu thế rồi mà chưa bao giờ nghe nói tông môn sẽ thưởng bảo khí. Có thưởng ắt sẽ có người dũng cảm xuất hiện. Trước đây vì cuộc chiến đồng minh sẽ có người chết nên nhiều người sợ mất mạng, không dám đăng ký. Lần này tuy một số người vẫn sợ, nhưng sức hấp dẫn quá lớn, số người tham gia đăng ký đông gấp 10 lần bình thường, thậm chí còn có một số người lịch luyện ở ngoài quanh năm cũng trở về. Không nghi ngờ gì, cuộc chiến đồng minh năm nay chắc chắn sẽ trở thành cuộc chiến hay nhất trong 100 năm qua. Bất giác, chỉ còn 3 ngày nữa là cuộc chiến đồng minh chính thức bắt đầu. Bầu không khí nóng rực của cuộc chiến đồng minh thậm chí còn lấn át hết cả chuyện Lâm Nhất giết được Huyết Phong và chuyện của Phượng Linh Vân Tiêu. Trên đỉnh Lạc Già Sơn, dưới quang mang chiếu rọi, một tác phẩm điêu khắc pha lê màu tím trên vách núi tỏa sáng rực rỡ. Nhìn kỹ thì tác phẩm điêu khắc màu tím này giống một thiếu niên đang ngồi xếp bằng. Giống như tác phẩm điêu khắc trên băng, bất động không di chuyển. Nếu đến gần hơn chắc chắn bạn sẽ thấy vô cùng sửng sốt. Bức tượng nhìn như tác phẩm điêu khắc trên băng ấy hoàn toàn do linh khí hóa thành. Nhưng trong tác phẩm điêu khắc từ băng này lại có tiếng tim đập thình thịch, mạnh mẽ. Giống như có thứ gì đó bị mắc kẹt bên trong, cố gắng thoát ra. Thịch thịch thịch, tiếng tim đập càng lúc càng dồn dập rồi phát tiếng nổ lớn không báo trước, giống như sét đánh xuống mặt đất, chấn động bầu trời tứ phía. Tác phẩm điêu khắc bằng băng vỡ tan, cuốn lên cơn gió lốc. Những mảnh vụn băng bay đi, phát ra âm thanh chói tai. Một thiếu niên mặc áo sa màu trắng xuất hiện, hai mắt nhắm lại, lông mi khẽ run. Chương 750. Một lúc sau hắn mới từ từ mở mắt, quang mang màu tím thoáng qua rồi biến mất. Không cần nói nhiều, thiếu niên này đương nhiên là Lâm Nhất của Lạc Già Sơn. Lâm Nhất siết chặt 5 ngón tay, chân nguyên trong người ngưng tụ, sức mạnh ẩn chứa trong nắm đấm không biết đã mạnh hơn trước kia bao nhiêu lần. Tu vi của hắn đã lên tới huyền võ tầng 4 đỉnh phong. Phù! Thiếu niên thở ra một hơi khí đục rồi cười tự giễu, về sau không được làm chuyện ngu xuẩn thế này nữa, suýt thì hại chết bản thân. Nếu nói ra chắc chắn sẽ thành trò cười cho cả Lăng Tiêu Kiếm Các. Linh ngọc như núi bị hắn luyện hóa hết, ai ngờ linh khí tản ra quá dồi dào, đến mức dính hết vào thân thể hắn. Đến cuối cùng càng ngưng tụ càng nhiều, sau khi luyện hóa hết linh ngọc, Lâm Nhất kinh ngạc phát hiện mình đã bị kẹt trong tượng băng. Hắn sợ muốn chết, vậy nên mới có cảnh lúc nãy. Nhưng thu hoạch cũng không tệ, Tử Diên kiếm quyết thăng cấp lên tầng 7 đỉnh phong, Tử Diên hoa nở được hơn 47 cánh, chỉ thiếu một chút nữa là lên tầng 8. Kiếm quyết từ tầng 7 sơ kỳ tăng vọt lên tầng 7 đỉnh phong chỉ trong 20 ngày ngắn ngủi. Nếu là công pháp bình thường, dù là công pháp linh cấp cũng không đáng phô trương. Nhưng đây là Tử Diên kiếm quyết, là công pháp được truyền thừa từ Tử Diên kiếm thánh thượng cổ, tung hoành tứ phương thời thịnh thế hoàng kim, không phải kiêng dè bất cứ điều gì. Lâm Nhất kích động đến mức muốn ngửa mặt lên trời mà hét, nhưng may mà hắn đã kìm lại được. Bùm! 5 ngón tay siết chặt, Lâm Nhất tung ra một quyền, kiếm ý liên tục nổ tung trong không trung, dung hợp thành một thể với Long Hổ quyền, một quyền tiện tay đấm ra cũng khiến cho đỉnh Cô Sơn khẽ rung. Quyền mang như kiếm, ánh sáng tím lấp lánh, lóe lên không ngừng, kiếm ý khí phách dâng trào. Không tệ, uy lực của nắm đấm này đã mạnh hơn trước ít nhất là gấp đôi. Trong mắt Lâm Nhất thoáng qua tia vui mừng, hắn nhẹ giọng nói, không biết bây giờ Tử Diên hoa đã có thể hoàn toàn chuyển động chưa? Trong đan điền, Tử Diên hoa nhìn có vẻ nhẹ nhàng linh động nhưng thực chất lại như một ngọn núi. Trước đây Lâm Nhất cùng lắm chỉ có thể xoay được nó nửa tấc. Nhưng sức mạnh bộc phát đã khiến người ta kinh ngạc, uy chấn thiên hạ lắm rồi. Theo mô tả trên kiếm quyết, nếu xoay được một vòng thì sẽ có dị tượng. Hoa khai nhất thuấn, danh kiếm bất hủ, phồn hoa lạc tận, cô phương tự thưởng. Lâm Nhất cúi đầu, đặt lòng bàn tay áp xuống mặt đất, thầm nhẩm niệm. Tử Diên hoa trong đan điền nở rộ từng cánh, đến khi nở hết nó bắt đầu từ từ chuyển động,
chân nguyên toàn thân hắn chợt cuộn trào, chảy ngược thành sông. Chương 751. Thiếu niên cắn răng không nói, chịu đựng đau đớn do chân nguyên chảy ngược mang lại. Ngọn núi sừng sững bất động như danh sơn vạn cổ, Tử Diên Hoa nhẹ nhàng phiêu giật, xoay được một nửa vòng tròn. Dưới lòng bàn tay, mặt đất đột nhiên nổ tung, nứt ra hàng loạt khe hở đáng sợ rồi không ngừng mở rộng. Bùm! Sau một lúc, đỉnh Cô Sơn vạn trượng lặng lẽ vỡ ra thành từng mảnh. Ở độ cao 1.000 mét, Lâm Nhất từ từ đáp xuống, hắn ngẩng đầu lên, biển mây mênh mông mà hắn nhìn thấy lúc trước giờ đã tiết trên cao, không thể chạm vào. Chân nguyên trong cơ thể tiêu hao rất nhiều, gần như cạn kiệt. Tuy bá kiếm chưa đạt đến đại thành, nhưng Tử Diên kiếm quyết đã thăng cấp lên đến tầng 7 đỉnh phong, tu vi thăng lên huyền võ tầng 4 đỉnh phong, hoàn toàn đủ để bù đắp. Lâm Nhất đứng chắp tay sau lưng, thì thầm tự nói. Suy cho cùng, hắn vẫn phải cảm ơn Hân Nhiên tỷ vì tấm lòng tinh tế của tỷ ấy. Đến khi tỉnh táo lại, sao hắn không biết rằng lúc đó hắn tu luyện bá kiếm suýt tẩu hỏa nhập ma. Cấm thuật dù sao cũng là cấm thuật, cơ hội chưa đến mà cưỡng ép lĩnh ngộ chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, không có ai là ngoại lệ. Lâm Nhất ngừng suy nghĩ, khẽ nói, đến lúc xuống núi rồi. 2 tháng bế quan cuối cùng cũng kết thúc, Lâm Nhất của ngày hôm nay hoàn toàn có thể tự tin đối mặt với bất cứ thử thách nào trong cuộc chiến đồng minh. 3 ngày sau, tiếng người ồn ào, cuộc chiến đồng minh được cho là hấp dẫn nhất Lăng Tiêu kiếm các cuối cùng cũng bắt đầu. 2 tháng trước, Phượng Linh Vân Tiêu, Lâm Nhất và 10 hạng đầu bảng nhân đã xảy ra xung đột gay gắt. Cuối cùng nếu Hân Nhiên không đưa người của Lạc Già Sơn đến thì chưa chắc hắn đã có thể rời đi dễ dàng như vậy, không tránh khỏi phiền phức. Cuộc chiến đồng minh kẻ thắng người bại, cũng phân định sinh tử. Giết người trong cuộc chiến đồng minh sẽ không bị phạt, chết là chết. Từ trước đến nay cuộc chiến đồng minh vẫn luôn như vậy, tàn khốc đẫm máu, cạnh tranh khốc liệt. Trương Liệt quỳ trước quảng trường công đức, Lâm Nhất đã vả thẳng vào mặt 10 hạng đầu bảng nhân bọn họ. Đầu tiên là chuông cổ 1.000 năm Phượng Linh Vân Tiêu, sau Lâm Nhất lại vả cho đám anh tài cho rằng hắn không đủ tư cách nhận nhiệm vụ cấp A một lượt, không ai có thể chịu đựng được sự sỉ nhục này. Đặc biệt là 10 hạng đầu bảng nhân đã quen cao ngạo trước mặt mọi người. Ai cũng biết mọi ân oán sẽ được giải quyết trong cuộc chiến đồng minh. Kể từ đó, sóng gió của cuộc chiến đồng minh đã âm thầm ấp ủ trong Lăng Tiêu kiếm các. Trong nửa tháng chờ đợi này, rất nhiều tin tức được truyền ra, bầu không khí của cuộc chiến đồng minh đã lên tới đỉnh điểm, đâu đâu trong Lăng Tiêu kiếm các rộng lớn cũng chật kín người. Chương 752. Mục tiêu của mọi người đều cùng một hướng, đó là núi Mai Kiếm, một trong tứ đại bảo địa của Lăng Tiêu kiếm các. Cuộc chiến đồng minh của Lăng Tiêu kiếm các không chỉ có ảnh hưởng lớn trong tông môn, mà nổi danh khắp cả quận Tần Thiên. Nếu ai có thể ở trong số đó thì danh tiếng sẽ tăng lên rất nhiều. Thậm chí còn có rất nhiều tông môn khác, bao gồm đệ tử của các thế lực siêu nhiên cũng sẽ đến đây xem cuộc chiến. Nó không chỉ là một sự kiện lớn của tông môn, mà còn là sự kiện lớn của quận Tần Thiên. Núi Mai Kiếm có diện tích rất rộng và được canh gác cẩn mật, xung quanh là một khu rừng rậm rạp, có những cây cổ thụ cao chọc trời, cành lá sum suê. Ở trung tâm ngọn núi có một khu kiếm chủng cổ xưa, trên mặt đất đen kịt cắm đầy những thanh kiếm cổ thần bí, vết rỉ sét loang lổ, bóng tối âm u bao trùm quanh năm, tràn ngập sắc thái huyền bí. Những vị tiền bối được chôn cất ở đây đều có tu vi ít nhất là cảnh giới tử phủ. Lúc còn sống, chủ nhân của mỗi thanh bội kiếm đều là kiếm khách nổi tiếng Đại Tần. Thậm chí có cả tin đồn rằng có cao nhân cảnh giới thiên phách được chôn cất ở trong kiếm chủng này. Đại Tần đế quốc có cao thủ cảnh giới thiên phách hay không thì không biết, nhưng chắc chắn Đại Tần đế quốc không thể bồi dưỡng ra được cao thủ cảnh giới thiên phách. Các cao nhân đạt tới cảnh giới thiên phách nhất định sẽ rời Đại Tần. Nếu thật sự có tiền bối cảnh giới thiên phách được chôn cất ở đây, chắc chắn đó là đệ tử kiếm các từ bên ngoài về trước khi qua đời. Đây là núi Mai Kiếm ư? Trên bục cao được xây ở đỉnh núi kế bên núi Mai Kiếm, ở đây có thể nhìn thấy hơn một nửa núi Mai Kiếm. Lâm Nhất đứng trên bục cao nhìn xuống, hắn hơi ngạc nhiên. Núi Mai Kiếm lớn hơn hẳn tưởng tượng nhiều, khu rừng rậm rạp kia là thứ hắn không ngờ tới. Hơn nữa có thể cảm nhận được luồng kiếm ý dồi dào, đáng sợ đến mức khiến người ta sợ hãi trên kiếm chủng cổ xưa. Ở sau lưng Lâm Nhất, các thành viên nòng cốt của Lạc Già Sơn đều có mặt.
người đứng đầu đương nhiên là đại sư tỷ Hân Nghiên, phong thái xuất sắc, kiêu hãnh như hoa hồng. Chính là nó. Nhìn núi Mai Kiếm ở bên dưới, Hân Nghiên nghiêm túc, gật đầu đáp. Ánh mắt cô ta đảo qua rồi dừng lại trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Lâm Nhất, người thiếu niên có chí tiến thủ, giữa hai đầu lông mày không hề có vẻ lo lắng, thay vào đó là ẩn chứa sự sắc bén và hãng hải. Không tệ, cuối cùng tiểu sư đệ cũng trông có khí sắc hơn, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt nghiêm túc của Hân Nghiên. Trên bục cao, các đệ tử của những hội đồng minh khác lớn lút nhìn cô ta, nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng không một ai dám để lộ ra ánh mắt khác thường, cũng không ai dám không kiêng dè uy danh của hoa hồng máu. Hi hi, Hân Nghiên sư tỷ, có thật là trong đó được chôn cất hài cốt và bội kiếm của cao thủ cảnh giới thiên phách không? Mượn cớ hỏi, Lý Vô Ưu tiến lên hai bước, cười hì hì lại gần Hân Nghiên. Hân Nghiên lườm hắn ta, trong lòng cô ta biết rõ ý đồ của tiểu tử này. Cô ta lại rời mắt về phía kiếm chủng ở nơi xa, nhẹ giọng đáp, đó là đương nhiên. Từ khi tổ sư kiếm vô danh sáng lập nên Lăng Tiêu kiếm các cho tới nay, trong khoảng thời gian một vạn năm đã xuất hiện rất nhiều kỳ tài tuyệt thế. Có không ít tiền bối nhớ quê hương, trước khi qua đời đều về lại kiếm các, tất cả đều có ghi lại trong tông môn. Chương 753. Theo lời đồn, cao thủ cảnh giới thiên phách cực kỳ mạnh, họ có thể tung hoành Đại Tần đế quốc, sức mạnh của một người có thể địch lại một nước. Nhưng nó quá xa xôi đối với Lâm Nhất hiện giờ. Dù là bát công tử của đế quốc cũng còn đang tích lũy, chỉ chờ đến ngày thăng lên cảnh giới tử phủ. Ngay cả tử phủ còn khó khăn như thế thì đừng nói là thiên phách. Khu rừng bên ngoài kiếm chủng núi liền với dãy núi Lăng Tiêu, có rất nhiều yêu thú sống trong đó. Những con yêu thú này sống bên cạnh kiếm chủng quanh năm, từ lúc ra đời trong máu của chúng đã ẩn chứa kiếm ý kinh khủng nên có thực lực mạnh hơn yêu thú bên ngoài rất nhiều. Các ngươi tham gia cuộc chiến đồng minh, ải đầu tiên chính là những con yêu thú này, cần phải tìm cách đi xuyên qua khu rừng. Mạc Thành đứng bên cạnh tiếp tục nói, tất cả những người tham gia cuộc chiến đồng minh đều sẽ có một miếng ngọc bội tử tinh tượng trưng cho Lạc Già Sơn. Nếu cướp được ngọc bội của người khác, trong ngọc bội của người đó sẽ có thêm một ngôi sao. Người nào mất ngọc bội tương đương với mất tư cách tham gia, sẽ bị trưởng lão ẩn nấp trong rừng mời ra ngoài. Hân Nghiên tiếp tục, đây mới chỉ là vòng đầu tiên, vòng 2 của cuộc chiến đồng minh được tổ chức trong kiếm chủng. Để có tư cách tham gia vào vòng 2, trong ngọc bội tử tinh phải có ít nhất 30 ngôi sao. Trận chiến trong kiếm chủng sẽ quyết định thứ hạng cuối cùng. Cô ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều rùng mình. Với quy tắc trắng trợn như thế, đến lúc đó chắc chắn sẽ xảy ra cuộc tranh đoạt vô cùng khốc liệt. Cuộc chiến đồng minh lần này được gọi là lớn nhất trong 100 năm qua, ước tính có mấy nghìn người tham gia, khó tránh khỏi việc đánh nhau, cảnh tượng nhất định sẽ rất kinh hoàng. Thậm chí là máu me. Chỉ dựa vào điều này thôi cũng khiến người ta cảm nhận được sự tàn khốc của cuộc chiến đồng minh. Vừa phải đề phòng yêu thú trong rừng, hơn nữa lúc nào cũng phải đề phòng những đồng môn muốn cướp ngọc bội của ngươi. Mùi vị tàn khốc khiến người ta bỗng dưng rùng mình. Vòng 2 quyết định ra kết quả và thứ hạng như thế nào ạ? Lâm Nhất hơi tò mò hỏi. Hân Nghiên lắc đầu, hiện tại vẫn chưa rõ lắm, tới lúc đó Lạc Phong trưởng lão và Bạch Đình trưởng lão sẽ công bố quy tắc của vòng 2. Cuộc chiến đồng minh lần này có gì đó kỳ lạ, địa điểm ở núi Mai Kiếm thì không nói, còn tăng thêm 100 đệ tử nội môn nữa. Ha ha, hỏi nhiều như vậy làm gì, có lẽ chưa chắc người nào đó sẽ còn sống để đi vào kiếm chủng. Khi đám người Lạc Già Sơn đang nói chuyện thì bỗng có một giọng nói the thé vang lên, mấy người Hân Nghiên không khỏi nhíu mày. Lâm Nhất nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy đám người liên minh quân tử đang từ xa bước tới. Hai người dẫn đầu đi song song nhau, đó là Vương Diễm và Sở Hạo Vũ hạng nhất bảng nhân. Sở Hạo Vũ kiêu căng ngạo mạn, ngoại trừ tu vi kinh khủng thì không thể nhìn ra bất cứ động tĩnh gì, nhưng khi nhìn Lâm Nhất, đôi mắt của hắn ta cực kỳ lạnh lẽo. Sở Hạo Vũ đến rồi. Thì ra hắn đã gia nhập liên minh quân tử, tin đồn là thật, thảo nào Vương Diễm đắc ý như thế. Có Sở Hạo Vũ, trong cuộc chiến đồng minh lần này, chắc chắn liên minh quân tử sẽ giành hạng nhất. Người của Lạc Già Sơn xui xẻo rồi, Sở Hạo Vũ có tiếng là tàn nhẫn quyết đoán, nếu không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì sẽ không giữ lại người sống, đây là nguyên tắc của hắn.
Trên bục cao ở đỉnh núi, rất nhiều đệ tử của các hội đồng minh khác nhau đều nhìn về phía hắn ta. Chương 754. Hạng nhất bảng nhân tài đã từng cạnh tranh với Bạch Lê Hiện năm đó, một nhân vật ở đẳng cấp này dù đi tới đâu cũng sẽ là tiêu điểm. Nếu người đã giết được huyết phong mà không thể vào kiếm chủng, lúc đó sẽ thú vị lắm đây. Vương Diễm còn chưa dứt lời đã có một nhóm người khác xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhân số không nhiều, nhưng ai cũng rất mạnh, khí tức trên người họ đều cô đọng và thâm hậu, nhóm người đến là Liên Minh Tu La. Người nói là Giang Phong, hạng ba bảng nhân. So với Vương Diễm, lời nói của hắn ta còn sắc bén hơn, thậm chí là nói thẳng người sẽ chết đầu tiên trong vòng một chính là Lâm Nhất. Hiển nhiên hắn ta vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện bị Lâm Nhất giành nhiệm vụ. Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Nhất, trên người Giang Phong lộ ra sát khí nhàn nhạt, hắn ta không hề che giấu sát ý trong lòng mình. Cuộc chiến đồng minh sắp bắt đầu, đến lúc đó nếu có cơ hội, hắn ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Lâm Nhất. Cuộc chiến đồng minh không chỉ phân thắng bại mà còn quyết định sinh tử, người nào có thực lực cuối cùng sẽ đi ra ngoài. Nếu là kẻ mua chuộc danh tiếng, dùng thủ đoạn bàng môn tà đạo giết chết tán tu để nổi tiếng, thì vào núi Mai Kiếm chẳng có tác dụng gì đâu. Là Phùng Xuyên của Liên Minh Cô Tinh, hắn ta dẫn Diệp Tu, hạng hai bảng nhân, đoàn người ung dung bước lên bục cao. Lạc Già Sơn, Liên Minh Quân Tử, Liên Minh Tu La, Liên Minh Cô Tinh, bốn hội đồng minh có thực lực mạnh nhất Lăng Tiêu Kiếm Các đã tập trung đông đủ. Hầu như cả ba hội đồng minh đều có thái độ thù địch với Lâm Nhất, không che giấu chút nào. Cuộc chiến đồng minh chưa chính thức bắt đầu, mùi thuốc súng đã trở nên vô cùng nồng nặc. Trên bục cao rộng lớn, bầu không khí trở nên căng thẳng, những hội đồng minh xem náo nhiệt khác cũng không dám nói lớn tiếng. Mấy người này quá kiêu ngạo, Lý Vô Ưu nhỏ giọng lẩm bẩm, bất mãn trong lòng. Nhưng hắn ta cảm nhận được rõ thực lực của đám người Sở Hạo Vũ, Giang Phong và Diệp Tu cực kỳ đáng sợ, vậy nên không dám làm càn quá mức. Hân Nghiên khịt mũi, làm phiền mấy vị nhớ nhung tiểu sư đệ nhà ta rồi. Trong kiếm chủng chuyện gì cũng có thể xảy ra, cứ chờ tới lúc đó mà xem. Hân Nghiên không nể nang gì, dẫn người của mình lùi sang một bên. Để xem cô còn có thể đắc ý được bao lâu, tiểu tử này đắc tội nhiều người như vậy. Lạc Già Sơn có thể lọt vào 10 hạng đầu trong cuộc chiến đồng minh lần này hay không vẫn là một ẩn số. Vương Diễm nghiến răng phản bác, vẻ mặt cực kỳ u ám. Một lát sau, hội đồng minh của mấy người Hàn Chính Dương hạng 4, Nhan Thế Cao hạng 5, Ngụy Tử Lâm hạng 6, Hoắc Đông Lai hạng 7, Lục Hách Tuyên hạng 8, Tân Vô Ngân hạng 9 bảng nhân, lần lượt xuất hiện trên bục cao. Lúc xuất hiện, các nhân tài thuộc 10 hạng đầu bảng nhân này đều vô tình hay cố ý nhìn lướt qua Lâm Nhất. Thái độ thù địch vô cùng rõ ràng. Lâm Nhất sắp xong đời rồi. Hầu như cả 10 hạng đầu bảng nhân đều muốn lấy mạng của hắn. Giết người trong cuộc chiến đồng minh sẽ không có bất kỳ hậu quả nào, tất nhiên những người này sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Các ngươi không biết đâu, 2 tháng trước ở quảng trường Công Đức, đám người này đã tức sôi gan lên đấy. Kha kha. Nhắc tới cũng thật thú vị, cả đám đều muốn gây sự với Lâm Nhất, cuối cùng lại bị vả mặt ngược lại, ngay cả chuông cổ nghìn năm cũng vang lên cơ mà. Vui thật, nhưng cũng coi như đã kết thành mối thù này. Nếu Lâm Nhất không chết, đám người này không thể chút giận được. Chương 755. Trong cuộc chiến đồng minh lần này, Lạc Già Sơn coi như xong đời, ngoài Lâm Nhất ra thì chắc không có ai dám tới tham gia đâu. Sau khi biết cụ thể về mâu thuẫn giữa 10 người đầu bảng nhân và Lâm Nhất, những lời bàn tán về Lạc Già Sơn trên bục cao từ từ nhiều lên. Trong lúc nhất thời, cuộc chiến đồng minh còn chưa chính thức bắt đầu, cục diện đã có bất lợi cho Lạc Già Sơn. Bục cao này được xây dựng bằng cách san bằng gần một nửa ngọn núi, diện tích rộng lớn vô biên, có thể chứa mấy chục nghìn người mà không có vẻ chật chội. Khi cuộc chiến đồng minh sắp bắt đầu, đám đông tụ tập ngày càng nhiều. Người đông nghìn nghịt, nhìn lướt qua chỉ thấy người với người. Trên vị trí tốt nhất của bục quan vân, Mai Hộ Pháp ngồi ở chính giữa, theo thứ tự là trưởng lão chấp kiếm, điện chủ của bốn điện, trưởng lão và đệ tử bảng thiên, cùng với các khách quý được mời. Trong số khách quý có hoàng thân quốc thích, quý tộc thế gia và các nhân tài của những tông môn siêu nhiên khác. Lâm Nhất nhìn lướt qua thì phát hiện một bóng dáng khá bất ngờ, Liễu Nguyệt của Đan Dược Điện. Hắn nghĩ lại,
có lẽ là nhờ thân phận nữ nhi của thống lĩnh thần sách doanh nên nàng ta mới có tư cách ngồi trên bục quan vân. Nhìn các nhân vật tông môn quyền cao chức trọng trên bục dự lễ là biết ngay cuộc chiến đồng minh này không bình thường. Lâm Nhất ngồi trên ghế đá ở rìa bục cao, ánh mắt nhìn xuống khu rừng bên dưới, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng yêu thú gầm thét đầy hung bạo, trầm thấp đáng sợ. Lâm Nhất có nghe nói về những con yêu thú ở bên ngoài núi Mai Kiếm. Nghe nói yêu thú ở đây rất khó có thể ngưng tụ yêu đan thành công. Nhưng nếu ngưng tụ yêu đan thành công, thực lực của chúng sẽ vô cùng đáng sợ, trong yêu đan ẩn chứa kiếm ý kinh khủng. Loại yêu đan này còn được gọi là kiếm vân đan, sau khi luyện hóa có thể tăng cường kiếm ý, hiệu quả mạnh hơn nhiều so với vạn kiếm đồ, nó cực kỳ quý hiếm. Có lẽ rất nhiều người tham gia cuộc chiến đồng minh vì kiếm vân đan này. Dù không thể trở thành đệ tử nội môn, tìm được mấy viên kiếm vân đan cũng được coi là kiếm món hời. Sau khi tìm được thì đi trốn, không đi đâu cả, vừa an toàn vừa bảo đảm. Khi mọi người trên bục cao đang bàn tán sôi nổi thì có hai người cưỡi kiếm điêu hạ xuống. Khí tức mạnh mẽ thuộc về cảnh giới tử phủ tràn ngập trên người họ, bục cao lập tức trở nên yên tĩnh. Lâm Nhất nhìn qua thì thấy là Lạc Phong trưởng lão, người từng qua lại rất nhiều lần và có quan hệ mật thiết với hắn. Khi nhìn thấy ông lão còn lại, hắn không khỏi nhíu mày, là Bạch Đình. Chương 756. Kể từ ngày hắn bước vào Lăng Tiêu kiếm các, lão già này vẫn luôn đối đầu với hắn, trong cửu tinh tranh bá còn đứng về phe Vương Diễm, mấy lần dồn hắn vào chỗ chết. Lạc Phong, Bạch Đình, bái kiến Mai Hộ Pháp, các vị trưởng lão chấp kiếm và tứ đại điện chủ, xin mời Mai Hộ Pháp tuyên bố cuộc chiến đồng minh bắt đầu. Hai người đứng trên lưng kiếm điêu, cung kính thi lễ với mấy người Mai Hộ Pháp trên bục quan vân. Mai Hộ Pháp khẽ gật đầu, cuộc chiến đồng minh hôm nay là một sự kiện trọng đại của Lăng Tiêu kiếm các, xin cảm ơn các vị khách quý đã đến tham dự. Ta sẽ không nói nhiều về quy tắc của cuộc chiến đồng minh, cuộc chiến lần này sẽ do Lạc Phong trưởng lão và Bạch Đình trưởng lão cùng nhau chủ trì. Cái gọi là cuộc chiến đồng minh không chỉ phân thắng bại mà còn quyết định sinh tử. Nếu đã quyết định tham gia thì phải ký khế ước sinh tử, không được đổi ý. Nó vừa lịch luyện, vừa chém giết lẫn nhau, các ngươi có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào ngoại trừ bảo khí. Nói xong, Mai Hộ Pháp chậm rãi ngồi xuống, đưa tay ra hiệu cho Lạc Phong và Bạch Đình rằng cuộc chiến đồng minh đã có thể bắt đầu. Vèo! Hai con kiếm điều trên không trung xoay người lại, nhìn về phía các hội đồng minh, Bạch Đình trầm giọng. Người phụ trách của các hội đồng minh hãy đưa ngọc bội tử tinh cho những đệ tử trong hội của mình muốn tham gia cuộc chiến đồng minh lần này đi. Giọng ông ta rất lớn và vang dội. Tiểu sư đệ, Vô Ưu, cầm lấy ngọc bội này. Hân Nghiên nhìn Lâm Nhất và Lý Vô Ưu, sau khi thấy hai người gật đầu, cô ta lấy hai miếng ngọc bội màu tím ra đưa cho họ. Trên ngọc bội có khắc biểu tượng đồng minh của Lạc Già Sơn, hoa văn phức tạp và cổ xưa sáng lấp lánh. Bên trong lóe ra ánh sao. Ngoại trừ hai người, Lạc Già Sơn không còn ai khác tham gia cuộc chiến đồng minh lần này. Tất cả đều sợ 10 người đầu bảng nhân vì Lâm Nhất sẽ trút giận lên người họ. Mặc dù núi Mai Kiếm có rất nhiều dụ hoặc nhưng vẫn không quan trọng bằng tính mạng. Cũng có một số đệ tử không sợ những điều này, nhưng lại bị Hân Nghiên khuyên từ bỏ. Các thành viên Lạc Già Sơn đều nhìn hai người với vẻ mặt phức tạp, đặc biệt là những ánh mắt nhìn Lâm Nhất. Nhờ hắn mà thanh danh của Lạc Già Sơn tăng vọt, nhưng cũng vì hắn nên họ mới bị đẩy ra đứng mũi chịu sào. Nếu hắn không qua được ải đầu tiên của cuộc chiến đồng minh, Lạc Già Sơn sẽ chịu đả kích rất lớn. Sau khi hai người đeo ngọc bội và nhỏ máu nhận chủ, Vương Diễm nhìn về phía họ bằng ánh mắt lạnh lẽo, không được tốt lắm. Không chỉ phân thắng bại mà còn quyết định sinh tử. Lần này ngươi đắc tội cả 10 người đứng đầu bảng nhân. Để ta xem ngươi sẽ chết trong núi Mai Kiếm như thế nào. Cái chết của Vương Ninh, hình phạt tự đâm ba nhát dao, đã đến lúc phải trả hết thù mới lẫn hận cũ rồi. Lâm Nhất cười nhạt, không thèm để ý. Mọi người đeo ngọc bội vào rồi bước tới chính giữa bục cao, số lượng đệ tử ngoại môn tham gia cuộc chiến đồng minh nhiều hơn rất nhiều so với mọi người tưởng tượng, nhìn thoáng qua đã có gần hơn 5.000 người. Tương đương với 1/6 số lượng đệ tử ngoại môn. Tất cả đều đến đây. Không ai biết được ngoài 10 người đứng đầu bảng nhân, trong số những người này có cao thủ thâm tàng bất lộ nào hay không. Lạc Phong phất tay lên, đi thôi, sau khi tiếp đất,
cuộc chiến đồng minh sẽ bắt đầu. Chương 757. Đi bằng cách nào đây? Mọi người nghĩ thầm, còn chưa kịp phản ứng thì bục đá dưới chân đã phát sáng, trận pháp được vẽ từ từng nét linh văn lập tức thành hình. Hào quang tỏa ra bao trùm lấy tất cả mọi người, sau một tiếng rít nặng nề, trận pháp điên cuồng vận chuyển. Lâm Nhất đứng trong đó chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, trời đất quay cuồng. Đến lúc mở mắt ra, hắn đã đứng trong một chỗ sâu của khu rừng bên ngoài núi Mai Kiếm, với những cây cổ thụ chọc trời tạo thành một khu rừng, cành lá tươi tốt chắn hết ánh sáng mặt trời. Bốn phía tối tăm lạnh lẽo, có khí tức rét lạnh lớn vởn. Xuyên qua khe hở của nhánh cây trên đầu, Lâm Nhất quay đầu lại nhìn thì không thể thấy rõ hình dáng mơ hồ của bục cao trước đó. Cuộc chiến đồng minh cứ thế đã vội vã bắt đầu. Tất cả mọi người đều được truyền tống ngẫu nhiên, nếu không thì hắn nên đứng chung với Vô Ưu mới đúng. Quy tắc của vòng 1 là tích lũy 30 ngôi sao trong ngọc bội tử tinh. Nói cách khác là đánh bại 30 người tham chiến và lấy ngọc bội tử tinh của họ. Việc này cũng không khó đối với Lâm Nhất. Hắn nhìn xung quanh, không vội đi cướp ngọc bội tử tinh mà chuẩn bị làm quen với hoàn cảnh trước. Lâm Nhất vừa đi không xa đã nhìn thấy ở phía xa có khá nhiều bóng người lấp lóe, mấy ánh mắt cảnh giác nhìn lướt qua hắn, sau đó nhanh chóng rời đi, cẩn thận ẩn nấp, không để lộ bất kỳ động tĩnh nào. Xem ra những người này biết Lâm Nhất không dễ chọc nên không dám ra tay với hắn. Kiếm trùng. Ánh sáng mặt trời không thể chiếu xuyên qua khu rừng rậm rạp, vì vậy không thể phân biệt được phương hướng. Nhưng khu vực kiếm trùng sâu trong rừng ẩn chứa kiếm ý kinh khủng đã cho mọi người phương hướng rõ ràng. Thắng bại cuối cùng của cuộc chiến đồng minh sẽ được quyết định trong kiếm trùng, dù có muốn hay không cũng phải đi tới kiếm trùng. Mong rằng có thể tìm được Lý Vô Ưu trước khi đi tới kiếm trùng. Tuy khu rừng rất rộng, nhưng chỉ cần muốn thì sẽ luôn có cách tìm được. Khu rừng vốn không mấy yên bình, sau khi mấy nghìn đệ tử ngoại môn bước vào, nó càng trở nên hỗn loạn hơn. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gầm rú đáng sợ của yêu thú, loáng thoáng còn có những tiếng thét chói tai. Có lẽ là một số đệ tử có thực lực yếu, không may mắn trở thành đồ ăn của yêu thú. Giống như sự khao khát của võ giả đối với yêu đan, máu thịt của con người cũng là loại thức ăn mà yêu thú thích nhất, có sức cám dỗ chí mạng. Bước chân Lâm Nhất không hề dừng lại, hắn tiến thẳng về trước, vừa đi về phía kiếm chủng vừa tìm kiếm bóng dáng của Lý Vô Ưu. Lý Vô Ưu tu luyện đại diễn tinh quyết, mỗi khi hắn ta thi triển công pháp và võ kỹ sẽ tỏa ra ánh sao rực rỡ, sáng rực giữa núi rừng tối tăm nên rất dễ tìm kiếm. Vù, vù, vù. Chương 758. Trong tiếng gió rít, ba bóng dáng xuất hiện trước mặt Lâm Nhất, chặn đường hắn lại. Mấy người vừa định lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy mặt Lâm Nhất liền biến sắc. Là Lâm Nhất. Thật xui xẻo, lần đầu đi cướp đã gặp phải loại người tàn nhẫn như hắn, chia nhau ra chay. Họ đến rồi đi rất vội vàng, thậm chí Lâm Nhất còn chưa kịp thấy rõ họ trông ra sao thì ba người đã bỏ chạy mất, điều này khiến hắn không biết nên khóc hay cười. Nếu cứ tiếp tục thế này thì không phải cách hay, dù sao cũng phải có một số người không có mắt, luyện tay nghề một chút mới được. Lâm Nhất sờ mũi, vỗ vào túi trữ vật, lấy chiến lợi phẩm thu được sau khi giết đạo tặc Huyết Phong ra, đó là một chiếc mặt nạ quỷ. Sau khi đeo mặt nạ lên, khí chất trên người Lâm Nhất thay đổi lớn, khí tức lập tức được thu lại. Thế này chắc sẽ không dễ bị nhận ra nữa. Còn hộp đựng kiếm sau lưng hắn thì cũng không cần quá lo lắng. Mọi người trong Lăng Tiêu Kiếm Các đều luyện kiếm, những người đeo hộp đựng kiếm như hắn cũng không phải là chuyện quá hiếm. Sau nửa nén hương, ngọc bội tử tinh trên eo Lâm Nhất từ 1 sao đã biến thành 8 sao. Sau khi đeo mặt nạ, số người tới kiếm chuyện với hắn quả nhiên tăng lên nhiều, lần lượt có 7 người bị hắn đào thải rồi tước đi ngọc bội. Đột nhiên một trận gió rít qua, Lâm Nhất chợt đưa tay bắt lấy một chiếc lá rơi trong gió, chiếc lá liên tục rung lên trong tay hắn. Vút. Hắn búng tay một cái, chiếc lá hóa thành lưu quang, cắm vào một chiếc cây cổ thụ cách đó cả 100 mét, cây cổ thụ chọc trời lập tức gãy làm đôi. Kiếm ý thật mạnh. Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, thông qua tiếng gió hắn loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng yêu thú đánh giết. Xem ra một số người muốn thử vận may, kiếm ý sắc bén như thế, 9 trên 10 số yêu thú này đã ngưng luyện được kiếm vân đan. Dọc đường đi, hắn nghe thấy rất nhiều tiếng yêu thú chiến đấu. Nhưng hắn không hề bị rung động.
nếu có kiếm vân đan xuất hiện thì không còn chuyện gì phải nói nữa. Vút, Lâm Nhất vung hai cánh tay, đáp xuống một cành cây mà cành cây cũng không lay chuyển, hắn hơi nhón chân, liên tục nhảy trong rừng, nửa khắc sau mới dừng lại. Nhìn từ trên cao xuống, cách đó 500 mét, năm đệ tử ngoại môn trạc tuổi hắn đang chiến đấu với một con yêu thú toàn thân hừng hực lửa cháy. Hỏa vân báo, yêu thú huyền võ tầng 4, là yêu thú ít gặp ở thế giới bên ngoài, phải năm anh tài của tông môn mới có thể chiến đấu được với nó. Nếu thực lực của thanh niên áo lam cầm đầu không mạnh, tu vi không thâm hậu thì e rằng không có khả năng chiếm được thế thượng phong. Giờ phút này, hỏa vân báo đã bị thương rất nặng, đám người này giành chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Chương 759. Không lâu sau, hỏa vân báo vô cùng hung tợn, toàn thân lửa cháy hừng hực hét lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất. Cuối cùng cũng chết. Yêu thú huyền võ tầng 4 mà đã khó đối phó thế này rồi, nếu không có vương sư huynh ở đây, e rằng chúng ta sẽ không đối phó được với nó. Kiếm ý lan tràn trên cơ thể nó thật đáng sợ, trong cơ thể chắc chắn có kiếm vân đan. Mấy người không quan tâm đến vết thương trên người, vẻ mặt không giấu được sự hưng phấn, thanh niên áo lam cầm đầu cũng vậy. Ngay khi mấy người định bắt tay mổ bụng hỏa vân báo thì sắc mặt thanh niên áo lam hơi thay đổi, hắn ta trầm giọng bảo, đợi chút. Dứt lời, hắn ta đột ngột quay người lại, ánh mắt đảo qua rồi dừng ở Lâm Nhất đang đứng trên cành cây. Kẻ nào? Mấy người còn lại giật mình, không biết Lâm Nhất xuất hiện từ lúc nào, giờ phút này mũi kiếm của bọn họ đều chĩa vào Lâm Nhất. Tại hạ là Trần Lăng, không biết các hạ giấu đầu hở đuôi là có ý gì? Vẻ mặt thanh niên áo lam lãnh đạm, trên mặt còn ẩn tia sát ý, nhìn chằm chằm Lâm Nhất. Trần Lăng đứng thứ 48 bảng nhân, nhập tông 2 năm, nghe đồn Lôi Vân kiếm pháp rất xuất thần, đã đạt tới đại thành từ lâu phải không? Đã nhìn lướt qua xếp hạng bảng nhân một lượt, Lâm Nhất sẽ không bao giờ quên, hắn có một chút ấn tượng với 100 người đứng đầu. Đã biết tên ta, sao còn không cút? Tia ngạo mạn lóe lên trong mắt Trần Lăng. Hắn ta dồn khí vào đan điền, quát lên một cách điên cuồng, thổi lên cuồng phong cuồn cuộn. Cuộc chiến đồng minh có 5.000 đệ tử ngoại môn, đứng thứ 48 bảng nhân đúng là có thể cao ngạo, đè bẹp đại đa số người tham gia. Bởi vì ta không giết hạng người vô danh. Dưới lớp mặt nạ quỷ, Lâm Nhất khẽ mỉm cười, lòng bàn chân dẫm mạnh lên cành cây hơn. Giây tiếp theo, hắn xuất hiện trước mặt Trần Lăng, năm ngón tay siết chặt, đấm ra một quyền. Thất huyền bộ đã ngưng tụ kim ô ấn nhanh đến mức nào. Khi Lâm Nhất từ trên ngọn cây đáp xuống, sát phạt tới trước mặt Trần Lăng, tiếng gió rít chói tai mới đột nhiên vang lên. Cú đấm này không lệch đi đâu, thẳng tới trước mặt Trần Lăng, nhanh như chớp, sắc như kiếm. Mặt Trần Lăng tái nhợt, tim đập thình thịch, hắn ta không quan tâm đến phong độ nữa, lăn mấy vòng dưới đất. Phải rằng thứ 40 nhân cũng có chứa bản ảnh ít nhất chiều lăn dưới đất này cũng phát huy được tác dụng, khiến nắm đấm của Lâm Nhất đánh vào khoảng không. Rầm. Quyền mang hổ tung trong không trung, mặt đất rung chuyển dữ dội, lá cây trong rừng rơi lả tả như tuyết. Cùng lên. Chương 760. Sau khi đứng dậy, Trần Lăng bụng đầy lửa giận, điên cuồng hét lên. Nhìn kiếm. Bốn người còn lại không cần hắn ta nhiều lời. Sau khi phản ứng lại cũng rút kiếm ra, đâm về phía Lâm Nhất từ những góc khác nhau. Xoạt xoạt xoạt. Trong rừng chợt liên tục vang lên tiếng kiếm ngân, bốn bóng người mang theo kiếm ảnh dập trời chặn hết mọi đường lui của Lâm Nhất. Dù sao cũng là đệ tử của Lăng Tiêu kiếm các, kiếm thuật của họ cũng không phụ uy danh của kiếm các. Kiếm thế thoáng chốc liên kết với nhau, cuồn cuộn như biển ập thẳng về phía Lâm Nhất. Thất huyền bộ, người đi để lại bóng ảnh. Lâm Nhất đằng sau lớp mặt nạ khẽ cười, bước ra một bước để lại 7 tàn ảnh. Mỗi tàn ảnh đều đánh ra một quyền, kiếm thế uy lực vô biên. Khoảng cách chân nguyên thực sự rất rõ ràng. Sắc mặt bốn người tấn công thay đổi rất nhiều, trường kiếm trong tay rung lên liên tục dưới sự bắn phá của quyền mang, dưới uy lực mạnh, trường kiếm như muốn bay khỏi tay, chân nguyên toàn thân rồi rào đổ dồn vào hai tay cầm kiếm, bọn họ lùi lại mấy bước. Rõ ràng là bốn người vây quanh tấn công một người nhưng lại bị một người đánh cho tan tác, đến kiếm cũng cầm không vững. Đáng chết! Mấy người nhìn nhau, cắn răng, hai tay cầm chặt kiếm tấn công Lâm Nhất lần nữa. Đôi mắt lộ ra sau mặt nạ quỷ lóe lên tia sáng,
Lâm Nhất thầm nói trong lòng, kiếm pháp của bốn người này cũng tạm được, kiếm thế khá ổn, có thể thử thất huyền bộ của mình. Sau khi quyết định, Lâm Nhất không tấn công bốn người này nữa mà chỉ sử dụng thất huyền bộ. Trong kiếm thế hung hãn và cuồng bạo của mấy người, bước đi ung dung như đi tản bộ, dường như không có gì nổi bật, nhưng mỗi bước đi đều dễ dàng tránh được điểm yếu của kiếm chiêu. Kiếm như gió, lá rụng bị cuốn lên, một người như bướm bay múa, đi rồi dừng, dừng rồi đi, chưa đánh ra chiêu nào mà bốn người kia đã mệt như chó. Trong lòng bọn họ vừa giận vừa tức, liên tục quát thầm. Keng! Khi mấy người còn đang không biết phải làm sao thì có lôi quang lóe lên, chiếu sáng cả vùng trời. Kiếm ý dâng trào, kèm theo lôi quang chớp lóe, từ mặt đất bay lên, thanh uy đáng sợ như giao long vượt biển. Bốn người vui mừng khôn xiết, là Trần Lăng, Trần Sư Huynh xuất kiếm rồi. Là lôi vân kiếm pháp của Trần Sư Huynh. Chết tiệt, tên này chơi chúng ta lâu như vậy, để hắn nếm thử lôi vân kiếm pháp của Trần Sư Huynh cho hắn biết thế nào là lợi hại. Giả thần giả quỷ, để xem hắn xử lý thế nào. Mấy người bị Lâm Nhất đùa bỡn quay vòng vòng, thấy Trần Lăng ra tay thì mừng như điên, đồng loạt lùi lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.